chương 531, không quen biết cũng có thể nhận thức. Này, này, quá quý, ta không thể muốn. Lý Ngọc Kiều dùng tay đẩy một chút, bất quá, nếu thứ này là ninh tĩnh như đưa ra đi, tự nhiên cũng không có khả năng lại phải về tới. Quý gì, còn không phải là một khối biểu sao? Ninh tĩnh như cũng không có đem này khối biểu làm như một chuyện, so sánh mấy tháng trước, nàng hiện tại tiêu tiền lên kia cũng là tuyệt đối ăn xài phung phí. Đừng nói mấy ngàn vạn đồng hồ, liền tính là mấy trăm triệu vài tỷ thậm chí là mấy chục tỷ đồ vật, kia cũng căn bản không để trong lòng đây là tiềm di mặt hóa lực lượng đi tóm lại hiện tại đối với tiền đinh Tĩnh như cũng càng ngày càng cùng dương hạo không sai biệt lắm đối với tiền khái niệm đó chính là một chuỗi con số mà thôi quý gì còn không phải là một khối biểu sao giảng lời nói thật nếu này khối biểu không phải tết tết philip bọn họ còn liền thật sự tin chính là nima đó là tết tết philip một khối đều đến mấy ngàn vạn tồn tại ở huy thị như vậy tiểu địa phương đừng nói người thường liền tính là đại phú đại quý nhà người cũng không nhất định có thể mua nổi như vậy một khối đồng hồ lý ngọc kiều vốn đang không nghĩ muốn chính là ninh tĩnh như căn bản là không cho nàng giải thích trực tiếp lôi kéo lý ngọc kiều tay lập tức liền đem dây đồng hồ thượng tay nàng thượng đây là một đôi tình lữ biểu nếu lý ngọc kiều đều mang lên trần tường tự nhiên cũng mang lên thật là quá hạnh phúc có thể nhận thức bằng hữu như vậy cả đời đều đủ rồi cũng không phải là tết tết philip nói đưa liền đưa thổ hào thật tùy hứng thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi phía dưới không rõ chân tướng ăn dư quần chúng đều kích động đương nhiên làm cho bọn họ càng kích động còn ở phía sau đâu hôn lễ đọc diễn văn thời điểm Dương Hạo trực tiếp biểu đạt chính mình đối tân nhân chúc phúc, hơn nữa vì biểu đạt chính mình tâm ý, buổi hôn lễ này sở hữu phí dụng đều từ hắn toàn bao. Không chỉ có như thế, mấu chốt nhất chính là, phàm là tới tham gia hôn lễ mọi người, mỗi người đều đem đạt được một khoản hoa hạo di động cộng thêm một lọ khuynh thành dưỡng nhan đan. Hoa hạo di động nhưng thật ra không tính cái gì, rốt cuộc hiện tại sản lượng lên đây, quốc nội thị trường cũng là xu với bảo hòa. Nhưng là khuynh thành dưỡng nhan đang liền không giống nhau. Phải biết rằng, hiện tại thị trường thượng khuynh thành dưỡng nhan đang căn bản chính là có tiền đều mua không được tồn tại ta dựa thiệt hay giả như vậy tùy hứng khuynh thành dưỡng nhang đan nghe nói hiện tại căn bản mua không được phía trước có phú bà ra một vạn một lọ đều mua không được a à. ta biết nghe nói hiện tại ma đô đế đô bên kia phú bà nhóm đều điên cuồng nếu ai không có mấy bình khuynh thành dưỡng nhang đan kia đều ngượng ngùng ra cửa cũng không phải là ta nhưng nghe nói hiện tại các nàng những cái đó phú bà nhóm chi gian đua đòi cũng không phải là ta có mấy bộ mới nhất quần áo có cái gì hàng hiệu bao bao hiện tại nhân gia nói thẳng ta có bao nhiêu bình dưỡng nhang đan Huy thị tuy rằng tiểu, nhưng là cũng không gây trở ngại bọn họ biết khuynh thành dưỡng nhan đang đại danh. Cho nên đương dương hạo nói mỗi người đều đưa một lọ khuynh thành dưỡng nhan đang thời điểm, phía dưới người là đã vui mừng, lại hoài nghi. Rốt cuộc, ngươi tuy rằng có tiền, nhưng là khuynh thành dưỡng nhan đang cũng không phải là ngươi nói mua là có thể mua. Nhưng là, chỉ có Lý Ngọc Kiều cùng Trần Tường biết, kia đồ vật đối với người khác có lẽ vẫn là cái gì trân quý ngoạn ý, nhưng là đối với Ninh Tĩnh như tới nói, kia đã có thể cùng đường đậu đậu không có gì khác nhau. Không phục sao? Nhân gia chính là khuynh thành quốc tế trưởng môn nhân, này khuynh thành dưỡng nhan đan nhân gia còn không phải muốn nhiều ít liền có bao nhiêu chu đàn đàn liền đứng ở dương hạo bên người đôi mắt không tự chủ được nắm ở dương hạo trên người giảng thật sự nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến lớn như vậy trường hợp nếu không phải trước tiên biết nàng chính là dương hạo nếu nàng biết đến tin tức thiếu một chút nàng thật sự không nhất định đem dương hạo trở thành một chuyện có lẽ đây là thần hào đi tiền tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào tuy rằng thoạt nhìn cùng nhà giàu mới nổi dường như nhưng là giảng đạo lý sợ tay sợ chân nói làm sao có thể coi như thần hào đâu chu đàn đàn trong lòng vừa lật cảm khái nàng nỗ lực làm chính mình làm càng tốt một chút nếu có thể được đến dương hạo thưởng thức về sau chính mình tiền đồ kia cũng thật chính là một mảnh quang minh ngươi thực không tồi nếu ngươi làm được ta đây cũng nên làm được ta hứa hẹn đi xuống đài thời điểm dương hạo trong lúc lơ đảng vỗ vỗ chu đàn đàn bả vai nháy mắt khiến cho nàng có chút thủ sủng nhược kinh có thể cho tiên sinh làm việc là vinh hạnh của ta chu đàn đàn lòng tràn đầy vui mừng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng kỳ thật nàng trong lòng là phi thường khát vọng nghe thấy câu nói ha hả ngươi trước chờ hạ ta gọi điện thoại Dương Hạo móc ra chính mình di động, bác thông Bạch Thiếu Trạch điện thoại, tùy tiện nói vài câu, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Bạch Thiếu Trạch là có một đoạn thời gian không có nhận được Dương Hạo điện thoại, nói thật ra, hắn còn có chút không quá thói quen. Tuy rằng hắn là Bạch gia đại thiếu gia, trước kia cũng chưa từng có trải qua hạ nhân sống, nhưng kia cũng là phân người. Cấp Dương Hạo đương tiểu đệ, hắn chính là cam tâm tình nguyện thực đâu. Khác không nói, liền nói hắn được đến, kia đã có thể so với hắn trả giá nhiều đến nhiều. Khác không nói, chính mình thân thể vấn đề nếu không phải dương hạo phỏng chừng hắn hiện tại vẫn là thiên héo đâu còn có hắn hiện tại thực lực kia cũng là thỏa thỏa chút cơ kỳ hiện tại toàn bộ bạch gia thực lực của hắn tối cao giảng thật sự nếu không phải có phương đông vũ kia tiểu tử ở bọn họ bạch gia phỏng chừng muốn lực áp đông phương gia một đầu bạch thiếu trạch gần nhất sinh hoạt cũng coi như dễ chịu trừ bỏ tu luyện ở ngoài hắn cũng là ở đông đảo mỹ nữ bên trong bồi hồi này không vừa rồi hắn liền hẹn mấy cái mụi tử một hồi đi đi bơi lội kết quả dương hạo điện thoại liền đánh lại đây quốc coi đài truyền hình người có nhận thức hay không đây là dương hạo nguyên lời nói mà bạch thiếu trạch là tưởng đều không có tưởng liền nói thẳng nói nhận thức đương nhiên nhận thức liền tính không quen biết kia cũng là có thể nhận thức sao nói nữa bọn họ bạch gia nếu tưởng nhận thức người nào còn có thể có không thể nhận thức đạo lý cái này chu đàn đàn là cái gì địa vị thế nhưng có thể làm dương hạo ca như vậy để bụng bạch thiếu trạch nghe được dương hạo nói muốn đem chu đàn đàn tiến cử đến quốc coi còn muốn lập phủng nàng làm quốc coi một tỷ thời điểm bạch thiếu trạch vẫn là để bụng Quốc coi một tỷ vị trí này kia không thể là bất luận kẻ nào tưởng ngồi là có thể ngồi, trừ bỏ có đại bối cảnh ở ngoài còn phải chính mình có tài hoa. Bối cảnh đương nhiên không thành vấn đề, có bạch gia cho nàng lót nền, nàng ở quốc coi ai dám cùng nàng không qua được. Nhưng nếu nàng chính mình năng lực không đủ, thành không được khí hậu, kia cũng không thể trách người khác. Dù sao bạch thiếu trạch một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, trực tiếp là gọi điện thoại tìm người đem chuyện này cấp thu phục xuống dưới. Hắn cũng không biết Dương Hạo nói hiệu suất muốn mau là có ý tứ gì, nhưng là, hắn biết, chỉ cần là Dương Hạo cho hắn nhiệm vụ, vậy muốn toàn tâm toàn lực đi hoàn thành là được rồi. Quốc coi phương diện, đối với Bạch Gia người ta nói là một chỗ đài MC nữ tiếng quốc coi vẫn là có một ít mâu thuẫn. Nhưng là bọn họ lại có thể có biện pháp nào đâu. Ma Đô Bạch Gia đã không phải phía trước cái kia Ma Đô Bạch Gia, có thể nói như vậy, hiện tại Ma Đô Bạch Gia, đoán thoáng có trở thành hoa hạ đệ nhị đại gia tộc tiềm lực. Chương 532, Tân Động Cơ, Ghét Bọn họ nịnh bợ Bạch Gia còn không kịp đâu, lại sao có thể bởi vì loại này chuyện nhỏ đi đắc tội Ma Đô Bạch Gia đại thiếu gia mặt trên an bài cấp, phía dưới tự nhiên làm việc hiệu suất liền mau. Nói như thế nào đâu, toàn bộ quá trình đều không có muốn 5 phút, từ Dương Hạo gọi điện thoại cấp Bạch Thiếu Trạch, lại từ Bạch Thiếu Trạch thu phục chuyện này, lại đến Chu Đàn Đàn nhận được mặt trên thông tri nàng đi quốc coi đi làm, cái này quá trình cũng chưa dùng 5 phút. Chu Đàn Đàn nhận được điện thoại thời điểm, khi trên mặt biểu tình rõ ràng sửng sốt. Nàng nghĩ tới mặt trên khẳng định sẽ an bài nàng, nhưng là nàng không nghĩ tới an bài sẽ nhanh như vậy, lại còn có đối nàng nói, quốc coi sở hữu tiếp mục nhậm nàng chọn lựa. Hỗn này hành cũng có mười mấy năm, giảng lời nói thật, quốc coi là địa phương nào, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Khi nào quốc coi khai ra tới điều kiện tốt như vậy? Nàng đương nhiên minh bạch, nếu nơi này không có dương hạo đó là tuyệt đối không có khả năng. Rốt cuộc, nàng tuổi cũng không nhỏ, quốc coi không cần thiết đi phủng nàng như vậy một cái bà thím trung niên. Nàng ngồi ở vị trí thượng, suy nghĩ đã lâu rốt cuộc đứng lên, này ly rượu nói cái gì nàng đều đến đi kính. Dương tiên sinh, này ly rượu ta kính ngươi. Chu đàn đàn đỏ mặt, nàng ngày thường là không thế nào uống rượu, nhưng là này ly rượu nàng vô luận như thế nào đều không thể thiếu một ngưỡng mà tẩn uống lên một chỉnh ly rượu vang đỏ chu đàn đàn sắc mặt càng thêm hồng nhuận một ít dương hạo nhìn nàng cử một chút chén rượu làm tốt chính mình chuyện nên làm ta xem trọng ngươi về sau nếu là có gì sự cứ việc nói ta dương hạo tên còn giá trị điểm tiền ân chu đàn đàn hung hăng gật gật đầu có dương hạo những lời này nàng tin tưởng dựa vào thực lực của chính mình tuy rằng không nói nhất định có thể trở thành đài cây cột nhưng như thế nào cũng không có khả năng hỗn quá kém hôn lễ kết thúc dương hạo cùng ninh tĩnh như cũng không có ở huy thị nhiều ngốc buổi chiều liền trực tiếp đuổi trở về về đến nhà, Dương Hạo cũng là đổi chính mình làm phụ thân hứa hẹn, trực tiếp cho chính mình bảo bối khuê nữ làm một đốn bữa tiệc lớn, làm tiểu nha đầu vui vẻ đến không được. Đương nhiên, gia đình hòa thuận là Dương Hạo nhất chờ mong sự tình, nhưng Dương Hạo cũng sẽ không quên chính mình đứng đáng sự. Nếu muốn làm loại này sinh hoạt duy trì đi xuống, hắn nhất định phải đến nỗ lực phấn đấu mới là. Ngạch, nỗ lực tiêu tiền mới là. Tháng này còn có đại khái một vòng tả hữu, tiền sao, còn có một vạn nhiều trăm triệu không tốn. Tuy rằng không nóng nảy, nhưng là vì để người ngoài ý muốn, này tiền vẫn là nhanh chóng hoa đi ra ngoài mới là. Vào lúc ban đêm, Dương Hạo Weibo liền đổi mới một cái tin tức, sau đó toàn bộ hoa hạ đều bị chấn động tới rồi. Tân động cơ, động cơ trung chiến đấu cơ, ghét. Ngắn ngủn mấy chữ, chính là tất cả mọi người nhìn ra không giống nhau đồ vật. Động cơ. Nếu nói hiện tại hoa hạ đã tiến vào công nghiệp cường quốc nói, như vậy hiện tại duy nhất xem như hoa hạ đoạn bản địa phương đó chính là động cơ. Không sai, là một cái đại quốc, một cái ở trên thế giới đều có tầm ảnh hưởng lớn đại quốc, hoa hạ hiện tại duy nhất đoạn bản chính là động cơ. Tuy rằng quốc gia cũng vì chuyện này rầu thúi ruột, nhưng là, trên thực tế, vô luận như thế nào phát triển, hoa hạ động cơ cùng nhãn hiệu lâu đời phát đạt quốc gia động cơ vẫn là có rất lớn chênh lệch. Động cơ không giải quyết, hoa hạ công nghiệp vĩnh viễn không có khả năng đi ở thế giới hàng đầu. Vô số người đều ở chú ý chuyện này, vô số người vì động cơ mà yên lặng phấn đấu, nhưng trên thực tế, tưởng giải quyết chuyện này tuyệt đối không phải tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Mà hiện tại, Dương Hạo vừa rồi tuyên bố cái kia Weibo là trực tiếp bật lửa sở hữu hoa hạ nhân dân tiếng lòng. Tân động cơ, ghét có thể làm dương hạo đều gọi là tân động cơ kia tự nhiên không có khả năng là trên địa cầu sản vật mà trên thực tế này khoản động cơ nguyên lý đã vô hạn tiếp cận với vĩnh động cơ lý niệm có thể nói như vậy đây là một khoản không cần bổ sung năng lượng động cơ nhưng kỳ thật trên thực tế cũng không phải nói này khoản động cơ không cần nguồn năng lượng bởi vì nó sở yêu cầu nguồn năng lượng chính là không khí mà thôi chỉ cần là trang bị này khoản động cơ máy móc về sau cũng chính là cáo biệt xăng điện lực trên cơ bản chỉ cần là có không khí máy móc là có thể bình thường vận chuyển hơn nữa toàn bộ hành trình an toàn vô ô nhiễm phù hợp mọi người đối bảo vệ môi trường nhu cầu. Chỉ là, nói tới nói lui, không tin trên thế giới này thế nhưng còn có thể có loại này động cơ người chính là có khối người. Hơn nữa nói thật, đưa ra nghi vấn những người này nhưng đều không phải cái gì người thường, bọn họ trong đó không thiếu có phương diện này chuyên gia đại lão. Đây là động cơ sao? Ta như thế nào nghe tới liền cùng vĩnh động cơ không sai biệt lắm. Ta không tin trên thế giới này thế nhưng sẽ có như vậy động cơ, liền cùng ta không tin trên thế giới này có vĩnh động cơ giống nhau. Cùng ý nghĩ của ta giống nhau, nhưng là, nói thật, đây là không có khả năng bởi vì ta ước chừng nghiên cứu 5 năm, 5 năm trong vòng ta hao phí vô số nhân lực vật lực tài lực, kết quả đến ra một cái kết luận, đó chính là như vậy động cơ căn bản không có khả năng tồn tại. Dùng không khí đưa nguồn năng lượng. Ngươi mẹ nó ở đầu ta. Sao có thể? Nói cái gì ta đều sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, đây là phản đối thanh âm, nhưng đại đa số đều phát ra tán đồng thanh âm, đơn giản là một chút, đó chính là này ủy bộ chủ nhân là Dương Hạo. Các ngươi cũng đừng quên một sự kiện, đó chính là cái này ủy bộ là Dương Hạo ca phát ra tới. Chính là, chính là, đừng nhìn bọn họ là cái gì chuyên gia đại lão, kỳ thật đều là một đám hố thôi. Chính mình làm không được liền nói người khác làm không được. Đại gia còn có nhớ hay không phía trước hoa hạo di động không ra tới thời điểm bọn họ là nói như thế nào? Bọn họ không phải cũng là lời thề son sắc nói đây là không có khả năng sao, kết quả đâu, chịu khổ vả mặt. Mặt khác đạo lý lớn ta không hiểu, ta liền biết một sự kiện, là lừa là mã, đôi ra tới lưu lưu chẳng phải sẽ biết. Là có thể hoa hạo di động giống nhau, ta hy vọng cái này ủy bộ thượng nói chính là thật sự. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, dương hạo một cái quầy bộ có thể nói là tác động mọi người tâm phải biết rằng nếu nói cái này động cơ là thật sự như vậy khả năng từ nay về sau hoa hạ đem thật sự lãnh chạy thế giới trong một đêm không chỉ là hoa hạ cư dân mạng sôi trào liền tính là mặt khác quốc gia võng danh đồng dạng cũng sôi trào cùng hoa hạ cư dân mạng giống nhau bình xịt cũng là đặc biệt nhiều tóm lại ở dương hạo không có lấy ra vật thật đánh bọn họ mặt thời điểm những cái đó bình xịt là sẽ không thu miệng dương hạo nếu đem lời nói thả ra nên làm sự khẳng định là sẽ đi làm tỷ như nói hắn trực tiếp lập tức đầu nhập một vạn trăm triệu ở hoa hạ ít nhất một trăm thành thị đều khai kiến nhà xưởng tỷ như nói hắn trực tiếp đem tân động cơ video truyền tới trên mạng lại tỷ như nói dương hạo nói cái này kỹ thuật sẽ không ràng buộc cung cấp cấp quốc gia nói thật động cơ thị trường kia nhưng không tính tiểu mà như vậy một khoản kiểu mới động cơ nếu thật sự như dương hạo nói như vậy chỉ sợ ở không lâu tương lai dương hạo đem trực tiếp lay động trước kia cũ xưa động cơ thị trường mà lúc này đây dương hạo cũng không có lựa chọn lũng đoạn kiếm tiền mà là đem cửa này kỹ thuật không ràng buộc quyên cho quốc gia BS, trạng sáng hai điểm nhiều hẳn là còn có một chương thêm càng. Chương 533, người phụ trách xinh đẹp như hoa. Đương nhiên, này cũng không gây trở ngại hắn sinh sản loại này kiểu mới động cơ. Bởi vì, hắn sức sản xuất ít nhất là những người khác gấp trăm lần phía trên, thậm chí còn muốn nhiều. Nó như thế nào đâu, này liền giống vậy cái thứ nhất ăn con của người giống nhau, hắn tuy rằng đem kỹ thuật cùng chung đi ra ngoài, nhưng là, ở kia phía trước, hắn chiếm lĩnh thị trường số định mức sẽ đạt tới khủng bố 80% trở lên. Thị trường 80%, đây là cái gì khái niệm? khả năng lúc sau tùy tiện nào một chiếc ô tô thượng động cơ chính là dương hạo sinh sản khả năng tùy tiện cái nào nhà xưởng động cơ cũng là dương hạo sinh sản đương nhiên dựa theo dương hạo tính cách này khoản động cơ cung cấp người trong nước sử dụng nói kia cũng là bình dân giới hắn không thiếu tiền không cần thiết lại từ cái này mặt trên tới kiếm tiền bất quá cùng hoa hạo di động giống nhau này khoản động cơ tuy rằng cũng đối ngoại bán ra nhưng là giá cả khẳng định sẽ quý tốt nhất vài lần bọn họ người nước ngoài kiếm lời chúng ta như vậy nhiều tiền cũng là thời điểm làm cho bọn họ ra điểm huyết dương hạo ý tưởng liền đơn giản như vậy hoặc là ngươi cũng đừng dùng hoặc là ngươi liền dùng nhiều tiền tới mua nhìn đến động cơ công tác video tất cả mọi người choáng váng đặc biệt là những cái đó phía trước vẫn luôn nói không có khả năng những người đó hiện tại tất cả đều câm miệng bất quá ngoan cố phần tử vẫn phải có bọn họ tổng có thể tìm ra các loại lý do tới duy trì chính mình ngôn luận này video có thể thuyết minh cái gì vấn đề giả giả hết thảy đều là giả chính là đồ có thể tê video liền không thể tạo giả liền tính ngươi lại như thế nào đồ lại không thấy được vật thật phía trước ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đương nhiên dương hạo cũng không cần thiết đi chứng minh chính mình tin hay không là bọn họ sự đánh không vả mặt là chuyện của ta nếu không bao lâu chờ tân động cơ đầu nhập thị trường thời điểm những cái đó mạnh miệng người phỏng chừng mặt đều sẽ bị chính mình đánh sưng lên đi tiền tiêu không sai biệt lắm còn có một ít vụn vặt tiền không tốn những cái đó đều không phải sự chờ tìm cái đã đến giờ phòng phát sóng trực tiếp tùy tiện đánh thưởng một chút liền không sai biệt lắm đế đô hứa gia gần nhất quá đến chính là lo lắng đề phòng lại nói như thế nào, bồng lai tiên đảo người liên tiếp ở nhà mình xảy ra chuyện, liền tính theo chân bọn họ không có quan hệ, chính là lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Bất quá, còn tốt là, bồng lai tiên đảo giống như đối chuyện này cũng không có quá để bụng, vẫn luôn đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng câu nói kia nói như thế nào, chết không đáng sợ, chờ chết mới đáng sợ. Không làm rõ được bồng lai tiên đảo người là nghĩ như thế nào hứa người nhà cả ngày đều quá đến lo lắng đề phòng, sợ bồng lai tiên đảo người sẽ tìm tới môn tới. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết từ bạch quốc nguyên sự tình lúc sau bồng lai tiên đảo nhưng xem như tự thân khó bảo toàn nơi nào còn có thời gian tới quản bọn họ hứa gia sự tình nói nữa bồng lai tiên đảo đại trưởng lão từ trước đến nay kiêu ngạo ương ngạnh quán hắn xảy ra chuyện kỳ thật thật đúng là không có bao nhiêu người sẽ thay hắn xuất đầu mà hứa gia hiện tại tất cả mọi người biết một sự kiện đó chính là nếu bọn họ hứa gia tưởng bình yên vô sự như vậy chỉ có một biện pháp đó chính là nịnh bợ thượng dương hạo người khác không biết nhưng là hứa người nhà biết dương hạo thực lực kia chỉ có thể dùng sâu không lường được tới hình dung ngay cả đại trưởng lão đều không phải dương hạo đối thủ chỉ cần dương hạo nguyện ý giúp bọn hắn khi nhất định không có vấn đề mà nếu muốn định bợ thượng dương hạo vậy chỉ có một biện pháp hứa hẹn không sai nếu không có hứa hẹn nói khả năng sự tình sẽ không thay đổi đến như vậy không xong nhưng là nếu sự tình đều đã sinh lại nói này đó cũng không có gì ý tứ hơn nữa bọn họ hiện tại ai còn dám trách tội hứa hẹn a à? thưa dạ ngươi liền nghe ta nói một câu chúng ta hứa gia có thể hay không bình yên vô sự liền xem ngươi có thể hay không lưu lại dương hạo tâm đúng vậy thưa dạ nói đến cùng chuyện này nhân ngươi dựng lên ngươi cảm thấy ngươi chẳng lẽ không có cái này tất yếu đi cầu một chút dương hạo sao thưa dạ chỉ cần ngươi đi nói dương hạo nhất định sẽ giúp chúng ta đến lúc đó bọn họ bồng lai tiên đảo liền không đáng để lo bọn họ đều không ngốc dương hạo lợi hại bọn họ cũng là biết đến nếu có dương hạo hứa hẹn bọn họ hứa gia chỉ sợ ở mấy trăm năm nội đều sẽ là hoa hạ quốc có tầm ảnh hưởng lớn đại thế gia mà nếu dương hạo không giúp bọn hắn nói chỉ sợ thật sự nói không chừng ngày nào đó toàn bộ hứa gia đều đem suy sụp đi xuống hứa hẹn tự nhiên biết nhưng là nàng nói cái gì cũng chưa nói. Dương Hạo Thượng một lần ý tứ đã thực rõ ràng, hắn sẽ đến không phải bởi vì hắn muốn cứu hứa gia, cũng không phải bởi vì đối chính mình có ý tứ, mà là bởi vì hắn cảm thấy chính mình là hắn bằng hữu. Dương Hạo đã từng muốn mang nàng rời đi, chính là nàng cự tuyệt. Không phải nàng không nghĩ đi, mà là nàng không thể đi. Hứa gia sinh nàng dưỡng nàng, cho dù lại thực xin lỗi nàng, chính là nàng cũng không thể liền như vậy đi luôn. Nói nữa, liền tính nàng thật sự cùng Dương Hạo rời đi, kia lại có thể thế nào đâu. Nàng đi làm Dương Hạo tiểu tam sao? lấy nàng kiêu ngạo nàng lại sao có thể sẽ đáp ứng làm tiểu tam hơn nữa liền tính nàng đáp ứng rồi dương hạo cũng không nhất định sẽ đáp ứng nàng cự tuyệt nhưng là nàng cũng không có hối hận quá đến nỗi hứa người nhà yêu cầu nàng một cái mặt kệ hiện tại nhớ tới ta tới lúc ấy làm gì đi nếu không phải các ngươi tưởng bán nữ cầu vinh nếu không phải các ngươi chính mình trêu chọc tai họa lại sao có thể sẽ có hôm nay loại sự tình này nhưng là nàng cũng không đi nếu hứa gia hủy hoại như vậy nàng cũng cùng hứa gia cùng nhau hủy hoại nàng chính là như vậy một nữ hài tử mặc dù các ngươi thực xin lỗi ta nhưng ta tận tình tận nghĩa đều phải chuẩn bị cùng các ngươi cùng đi đã chết các ngươi còn muốn thế nào hứa hẹn nhắm mắt lại đối với hứa người nhà thỉnh cầu đó là mắt biết tai ngơ nhưng thật ra lý xinh đẹp đã tới vài lần khai đạo hứa hẹn vài lần hắn ta đã thấy cũng không có gì cùng lắm thì sao lý xinh đẹp dỗ miệng nói một tiếng nhìn đến chính mình hảo khuê mật thế nhưng vì một người nam nhân biến thành hiện tại dáng vẻ này nàng cũng thật sự là đau lòng đúng vậy hắn cũng liền như vậy nhưng ta chính là thích đâu hứa hẹn cười khổ một tiếng nhắm mắt lại không hề ngôn ngữ nhưng thật ra lý xinh đẹp có chút khí bất quá ngươi như thế nào liền ngu như vậy đâu hứa hẹn vẫn là không nói lời nào lý xinh đẹp trầm mặt không nói nếu ngươi nếu là tưởng hắn nói không bằng đi xem hắn hứa hẹn ngẩng đầu cẩn thận nhìn thoáng qua lý xinh đẹp đôi mắt tử giật giật hiển nhiên là có chút tâm động chính là nữ nhân sao luôn là thiện biến ai xem hắn lại có ích lợi gì đâu đồ thêm bi thương thôi hứa hẹn ở bên này nghĩ dương hạo dương hạo ở nhàn rỗi thời điểm cũng sẽ nghĩ đến hứa hẹn trên thực tế dương hạo không phải một cái vô tình người hắn cũng thực thích hứa hẹn bằng không lúc trước cũng sẽ không lựa chọn hứa hẹn coi như nhân duyên như ý thằng đối tượng chính là một chữ tình tổng không phải là như vậy hoàng mỹ hắn nếu ngay từ đầu liền lựa chọn thương tổn hứa hẹn hắn liền sẽ ở trên con đường này vẫn luôn kiên trì đi xuống đi hắn không nghĩ lại làm cùng cái nữ hài tử vì chính mình thương tâm khổ sở lần thứ hai càng sẽ không lựa chọn đi thương tổn ninh tĩnh như bởi vì hắn tình nguyện chính mình bị thương tổn cũng không muốn nhìn đến ninh tĩnh như bị thương tổn hắn này một đời có thể cho ninh tĩnh như không nhiều lắm nhưng trước mắt đã làm được cái kia hứa hẹn, ta phụ trách kiếm tiền dưỡng da, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa. PS, vì làm ngươi áo đà chủ thêm càng một chương. Chương 534, Thánh nhân đại minh chủ. Dương Hạo tâm tư cũng không nhiều, duy nhất tưởng chính là có thể cùng chính mình người nhà ở bên nhau quá hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Tuy rằng hiện tại sinh hoạt đã thực như ý, nhưng là lại nói tiếp, hắn vẫn là có rất nhiều băn khoăn. Tiền là càng ngày càng nhiều, tiêu tiền cũng càng ngày càng khó. Mỗi tháng đều có kỳ ba nhiệm vụ, và nhất ngày nào đó hắn cũng chưa về, Hắn liền rốt cuộc không thấy mình bảo bối quê nữ. Nhưng là, cường giả hẳn là dũng cảm tiến tới, không sợ gì cả mới là. Tháng này mau kết thúc, Dương Hạo là nơi nào đều không nghĩ đi, hắn liền tưởng đãi ở nhà, nhiều bồi bồi chính mình nữ nhân cùng hài tử. Cũng không biết lần này giải khóa nhiệm vụ là cái gì, nếu là quá khó nói, chỉ sợ Dương Hạo từ đầu đến cuối đều có phương diện này sầu lo, nếu thật sự ở trong thời gian ngắn cũng chưa về, hắn đã an bài hảo hết thảy. Hắn phía trước từ đổi ngôi cao bên trong hoa bó lớn tích phân đổi một cái nguyên anh cảnh thú bông, nếu hắn cũng chưa về nói cái này thú bông liền sẽ đem linh tĩnh như bọn họ tất cả đều đưa tới không trung chi thành mà ở không trung chi thành có được không trung chi thành trung tâm linh tĩnh như chính là nơi đó tuyệt đối vương giả bất luận kẻ nào đều không thể xúc phạm tới nàng ấm áp nhắc nhở còn có 10 cái giờ ký chủ còn có một tỷ chưa xài xong hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên còn tính ngươi có lương tâm dương hạo thở dài một hơi đối với hệ thống nhắc nhở dương hạo là sớm có chuẩn bị một tỷ mà thôi căn bản tính không bao nhiêu hoa lên đơn giản thực lúc này đây dương hạo nhưng thật ra không có đi đánh thưởng chủ bá cũng không có đem tiền bao lì xì đến trong đàn lúc này đây hắn là trực tiếp đem này đó tiền tất cả đều đánh thưởng cho một cái kêu kỵ mã thượng hư không tác giả đây là kế không thổ không hào lúc sau dương hạo ở duyệt văn tiến trung võng đánh thưởng nhiều nhất một quyển sách ta dựa ngay từ đầu thoạt nhìn liền cảm thấy có chút không quá hợp lý bất quá này mẹ nó cùng ta sinh hoạt thật mẹ nó giống a à. dương hạo ngay từ đầu nhìn đến quyển sách này thời điểm còn có chút nhìn không được nhưng là đương hắn nhìn đến vai chính trải qua cơ hồ cùng chính mình giống nhau như đúc thời điểm hắn nghe dạy ta dự, nếu không phải tự mình trải qua thật mẹ nó hoài nghi cái này tác giả là ta con dung trong bụng, này viết cùng ta sinh hoạt quả thực giống nhau như đúc được không? Dương Hạo trong lòng một kích động, lúc ấy liền đánh thưởng 100 vạn duyệt văn tệ. 100 vạn duyệt văn tệ, giá trị một vạn khối. Ở duyệt văn tiếng trung võng, kia chính là bạc trắng đại minh, là muốn toàn trang web thông báo. Mà bên này mới vừa được đến bạc trắng đại minh tác giả kỵ mã thượng hư không đang ở trong đàn cùng người ha ngư bức đâu. Soái bánh bao, ta phế đi, hôm nay tân tăng còn không đến hai vạn a. À. Kỵ ba ba phi chim sẻ, ngươi, đó chính là ngươi, lấy tên này ngày mai liền có thể thành thần. Ta muốn làm phiên gà bá, đã đảo mũ cự, một ngày kia long ra thủy, bắt được đến đồ ăn miêu dùng sức giỏi. Trong đàn sinh động người liền như vậy mấy cái, mà làm lãm nhãm kỵ mã thượng hư không ở cái này trong đàn nghiễm nhiên đã là giang hồ truyền thuyết. Quả nhiên, hắn như vậy ở trong đàn một hồi ngư bức cũng đưa tới không ít người giỏi hắn. Ba ba thần, ngươi đừng nói chuyện, ngươi xác định ngươi không phải tới khoe ra. Soái bánh bao cái thứ nhất nhảy ra tới, một tia bất đắc dĩ nói, khó trách ba ba thần có thể thành thần nhưng gia ha ngư bức công phu đều có thể ngày nhập thượng vạn ba ba thần ta muốn chương đẩy ngày không cho ta chương đẩy ta liền đi cử báo ngươi chim sẽ trực tiếp nhảy ra muốn chương đẩy đầu tiên là nịnh hóc một câu không hổ là hai ngàn đều đại lão sau đó trực tiếp lấy cử báo làm áp chế làm kỵ mã thượng hư không cho hắn chương đẩy ai nói muốn làm phiên ta tiểu dế nhủi lại là ngươi gà bá cũng ra tới bất quá gà bá cùng những người khác lại không giống nhau nói như thế nào đâu kỵ mã thượng hư không được xưng là ba ba thần đó là bởi vì hắn nguyệt nhập quá vạn. Mà gà bá sở dĩ ở trong đàn xưng bá một phương, đó là bởi vì nhân gia nguyệt nhập mười vạn thêm. Ta dựa, gà bá, ngươi lại ra tới chèn ép ma mới. Kỵ mã thượng hư không lập tức liền túng, sau đó một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lễ. Lúc này vừa lúc đuổi kịp nói chuyện phím cao phong kỳ, rất nhiều đại thần đều ở trong đàn ẩn nút. Nhìn đến gà bá ra tới, mũ cự cũng là nhảy ra ngoài. Cái kia, tiểu kê a, à, như thế nào, nghe nói ngươi lại ra tới chèn ép tân nhân. Mũ cự một cái cười gian biểu tình, muốn hay không so một lần. Gà bá tuy rằng xưng bá này đàn, nhưng lại nói tiếp, đó là bởi vì không ít vài vị đại thần đều không có ra tới. Tỷ như nói, mũ cự. Khi chính là có thể nguyệt nhập mấy chục vạn đại thần A. Mũ cự. Ta nào dám cùng ngài so A. Lưu lưu, gõ chữ đi. Trong đàn lưu chính happy, kỵ mã thượng hư không ôm di động cười nhưng thật ra có chút đáng khinh. Đột nhiên, hắn di động thượng tác gia trợ thủ đột đinh một tiếng, sau đó hắn cả người đều có chút mộng bức. Hắn thấy được một cái một mặt sau đi theo một chuỗi linh, đến nỗi có bao nhiêu nói thật hắn cũng không có thấy rõ ràng hắn không dám trực tiếp clip mở nhưng thật ra trước chạy đến trong đàn nói đến các huynh đệ ta vừa rồi giống như thu được một cái đánh thưởng ta không dám xem bất quá thật nhiều linh ta dựa ba ba thần chính là không giống nhau a à. người kia quyển sách thổ hào người đọc chính là nhiều hâm mộ ba ba thần ba ba thần lại có thể ha ngư bức toàn bộ trong đàn ta cảm thấy liền ba ba thần ngư bức ha nhất cấp lực hắn cười cười cũng là clip mở chính mình đánh thưởng giao diện đương hắn nhìn đến là một trăm vạn duyệt văn tệ thời điểm hắn thiếu chút nữa không kích động nhảy dựng lên liền cùng bọn họ nói giống nhau chính mình như vậy thư thổ hào người đọc nhiều chỉ là đà chủ cũng đã có mấy chục vị chính là nói đến cùng quyển sách này vẫn là có không ít khuyết tật dẫn tới hắn thành tích vẫn luôn đều không tính quá hảo chính là liền ở vừa rồi cái này trăm vạn thưởng bạc trắng đại minh xem như cho hắn cực đại tự tin nguyên lai like ta thư còn xem như không tồi a à. hắn một bên chụp hình một bên cười ha ha lên một cái bạc trắng đại minh đủ ngư bức này trương chụp hình cũng đủ hắn ở trong đàn ha một năm ngưu bức quả nhiên đương hắn đem chụp hình đến trong đàn thời điểm lập tức liền dẫn ra không ít người ta dựa bạc trắng đại minh ba ba thần ta chỉ cần nói 666. không có thiên lý a à, liền tiểu dế nhũi đều có bạc trắng đại minh ha ha tiểu kê xem ngươi về sau còn dám không dám nhìn không dậy nổi nhân gia ba ba thần kỵ mã thượng hư không ở trong đàn mạo cái phao sau đó lại thực khoe khoang một cái nói nói ca cũng là có bạc trắng đại minh người bất quá đây mới là vừa mới bắt đầu bởi vì làm trên địa cầu duy nhất xứng với thần hào danh hiệu dương hạo đánh thưởng người khác lại sao có thể chỉ là một vạn khối đâu hơn nữa này bản thổ hào hệ thống ở đô thị viết còn mang không tồi ít nhất rất phù hợp hắn ăn uống cho nên luôn luôn hào phóng dương hạo lúc này tuôn ra hắn làm thần hào chân chính lực lượng duyệt văn tiến trung võng đánh thưởng hệ thống bên trong có một cái chí cao vô thượng đánh thưởng đến nay còn không có người đánh thưởng quá 100 triệu thánh nhân đại minh chủ phải biết rằng kia chính là thật thật tại tại một trăm triệu đại dương không phải một trăm triệu duyệt văn tệ mà dương hạo vốn dĩ chính là tiêu tiền tới lập tức một không cẩn thận liền sáng tạo duyệt văn lịch sử trở thành cái thứ nhất thánh nhân đại minh chủ chương 535, xuyên qua chiến lan thế giới đinh còn đắm chìm ở vui sướng bên trong kỵ mã thượng hư không bị một cái tin tức cấp kinh hách tới rồi đồng dạng là một chuỗi linh đồng dạng là không click mở liền nhìn không tới điên không phải đâu lại đánh thưởng một cái bạc trắng minh hắn nhìn di động trước tiên chạy đến trong đàn trang bước đi các huynh đệ gì đều không nói cái kia gì ta một hồi tới cái đại hồng bao. Ta dựa, ba ba thần đây là cuộc khởi A. Các huynh đệ, chúng ta không cần cùng ba ba thần khách khí, ngươi biết vừa rồi sinh cái gì sao? Thánh nhân đại minh chủ bị người cầm, đánh thưởng cho ba ba thần. Dựa A, ngươi là nói cái kia giá trị 100 triệu đánh thưởng. Khi ba ba thần tháng này chẳng phải là nguyệt nhập ngàn vạn. Ngày. Kỵ mã thượng hư không còn không biết chính mình đã bị dương hạo cấp coi trọng, đương hắn nhìn đến trong đàn nói chuyện phím thời điểm, hắn lúc này mới chạy nhanh quyết mở chính mình tác gia trợ thủ. Sau đó, Hắn liền kinh hỉ hiện toàn ngôi cao ở chúc mừng hắn thư xuất hiện thánh nhân đại minh chủ. Toàn bộ duyệt văn một năm thu vào cũng bất quá liền mấy tỷ, chính mình chiếm toàn ngôi cao mấy chục phần có một. Nói thật, hắn không phải không có nghĩ tới chính mình thành thần sẽ thế nào, chỉ là hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ lấy phương thức này thành thần. Đương nhiên, này gần chỉ là cái bắt đầu. Bởi vì Dương Hạo một hơi trực tiếp đánh thưởng 10 cái thánh nhân đại minh chủ cho hắn. Thỉnh chú ý, là 10 cái. Đinh. Đinh. Đinh vốn đang ở gõ chữ kỵ mã thượng hư không lập tức liền nhảy dựng lên loại tình huống này còn mã cái con khỉ quy mẹ trong nhà mà không loại đối tháng sau ta liền cho ngươi mua hai căn hộ quy ba ngươi không phải tưởng đổi xe sao mẹ xe ben tùy tiện tuyển cái kia ai ta tới không phải tưởng nói ta thích ngươi ta chỉ là tưởng nói cho ngươi lúc trước ngươi xem thường ta về sau ta làm ngươi trèo cao không nổi giảng thật sự là một cái internet tay bút hắn lưng đeo đồ vật quá nhiều trước kia hắn có quá nhiều nói tưởng nói mà không dám nói mà hiện tại, hắn có thể yên tâm lớn mật nói ra. Duyệt Văn Tiến trung võng lại một lần bị Dương Hạo cấp bật lửa tình cảm mãnh liệt, mà hiện thực bên trong, Dương Hạo lại có chút không tha. Là thời điểm bắt đầu đi làm đứng đắn sự. Hắn nghĩ non một tiếng, trực tiếp ở trong đầu đối hệ thống nói, mở ra giải khóa nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ 10.000 tỷ huy kim nhiệm vụ hoàn thành, trăm vạn trăm triệu giải khóa nhiệm vụ hay không mở ra. Mở ra. Dương Hạo xác nhận một lần, nên tới trước sau đều sẽ tới. Xác nhận mở ra, trăm vạn trăm triệu giải khóa nhiệm vụ phong tỏa tu vi, xuyên qua đến chiến lan điện ảnh thế giới, trợ giúp lãnh phong hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống thanh âm mới vừa kết thúc, Dương Hạo cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế nào cảm giác hiện tại nhiệm vụ này càng ngày càng đơn giản, còn không có lúc trước ngay từ đầu nhiệm vụ có khó khăn. Dương Hạo nỉ non một câu, chiến lan hắn đã trước tiên xem qua, thực châm, nhưng nói đến cùng, kia cũng chính là cái người thường thế giới. Bộ đội đặc chủng lại lợi hại, kia cũng chỉ là bộ đội đặc chủng mà thôi. Liền tính hắn phong tỏa tu vi, đối phó một ít người thường, kia vẫn là không có một chút vấn đề đi nhanh về nhanh đi dương hạo trong lòng nghĩ cả người liền biến mất tại đây phiến thiên địa bên trong nóng cháy châu phi chiến hỏa ở lan tràn phản chính phủ võ trang phần tử đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế toàn bộ quốc gia rung chuyển bất an lãnh phong đồng chí lúc này đây không có bất luận cái gì viện trợ chúng ta sẽ không thừa nhận cũng sẽ không cho ngươi vũ khí tất cả đều là ngươi một người dưới tình huống như vậy hy vọng ngươi có thể mang theo toàn thể hoa kiều an toàn rút lui màu đỏ xe việt giả ở trên đường chạy lãnh phong lái xe trong đầu không ngừng hồi tưởng vừa rồi trường cùng chính mình nói kia phiên lời nói hắn vốn dĩ có thể an toàn rút lui nhưng là hiện tại hắn muốn đi làm hạng nhất vĩ đại mà quan vinh sự tình hắn muốn đi giải cứu bị nhốt ở chiến khu toàn thể hoa kiều ba năm trước đây hắn đi vào châu phi tìm kiếm cái kia giết hại hắn nữ nhân võ trang phần tử chính là ba năm hắn vẫn như cũ không một thu hoạch hắn không nghĩ từ bỏ đặc biệt là biết lúc này đây phản chính phủ võ trang phần tử rất có khả năng chính là hung thủ thời điểm, hắn dứt khoát kiên quyết tiếp được nhiệm vụ. Hắn là người, không phải thần. Một người muốn đối mặt toàn bộ quốc gia bạo loạn, liền tính hắn đã từng là trên thế giới tốt nhất bộ đội đặc chủng, hắn cũng có chút mờ mịt. Chính là, có một số việc, nếu không có người đi làm, kia dù sao cũng phải có người đứng lên mới được. Hy vọng hết thảy mạnh khỏe. Lãnh Phong nắm trước ngực viên đạn đầu, ánh mắt kiên nghị. Đột nhiên, hắn trước mắt một đốm, phía trước trên đường xuất hiện một người. Hoa hạ người. Lãnh Phong đem xe ngừng lại, nhìn người kia hỏi một câu. Ân hừ, hoa hạ người. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Lãnh Phong nhìn chung quanh hoàn cảnh, nơi này mấy chục km đều là hoang tàn vắng vẻ, căn bản là không giống có người lui tới bộ dáng. Bởi vì ta đang đợi ngươi a. À. Người này nhưng bất chính là Dương Hạo sao? Hắn ở chỗ này đã đợi hơn một giờ, rốt cuộc đem hắn cấp chờ tới. Chờ ta? Chờ ta làm gì? Lãnh Phong nhìn Dương Hạo, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta tới trợ giúp người của ngươi. Dương Hạo ha ha cười thời gian cấp bách, không tiện nhiều lời. Dương Hạo cũng không có trưng cầu lãnh phong ý tứ, nghi người, trực tiếp từ cửa sổ xe chui vào trong xe. Thân thủ không tồi sao? Lãnh Phong nhìn Dương Hạo, cũng không có nhiều lời, đều là hoa hạ người, tại đây loại thời điểm có cái gì hảo thuyết đâu. Nói nữa, Dương Hạo thân thủ hắn vừa rồi cũng thấy được, nếu hắn thật là tới giúp chính mình, kia cũng rất không tồi. Chân ga nhất dẫm, xe ở đường nhỏ thượng chạy như bay, xe mặt sau dơ lên một mảnh cát bụi. Ở châu phi cái này địa phương, liền xem ngươi thấy thế nào nơi này cũng không giống tưởng tượng bên trong như vậy hoang vắng trên thực tế châu phi kia chính là văn minh khởi nguyên địa chi nhất là đi tìm trần tiến sĩ sao dương hạo ngồi ở xe thường không chút để ý hỏi một câu chiến lan chuyện xưa nội dung hắn đại khái đều biết lãnh phong đột nhiên nghe được dương hạo ra tiếng cũng là không khỏi cả kinh ngươi như thế nào biết ta muốn đi tìm trần tiến sĩ ha ha viện phi trong kế hoạch trần tiến sĩ là phi thường mấu chốt một cái điểm cái này quốc gia virus tàn sát bừa bãi dân tâm bất an cho nên mới có cơ hội làm phản chính phủ võ trang chiếm cứ thượng phong mà Trần Tiến Sĩ chỉ sợ đã nghiên cứu ra kéo mạng kéo virus vắc phòng bệnh. Phản chính phủ võ trang hy vọng được đến Trần Tiến Sĩ, nếu bọn họ có thể trợ giúp nhân dân miễn đi virus tai nạn nói. Bọn họ đã có thể không phải phản chính phủ võ trang. Dương Hạo biết chuyện xưa triển, cho nên hắn nhìn Lãnh Phong có một tia hài hước nói, nhanh lên đi, đi đã muộn nói, Trần Tiến Sĩ nên mất mạng. Lãnh Phong nhìn thoáng qua Dương Hạo, môi giật giật, không nói chuyện, trực tiếp một chân chân ga, đem xe khai càng nhanh một ít. Không sai, dưới tình huống như vậy, hắn biết Dương Hạo nói chính là đối cũng biết, Trần Tiến Sĩ thật là phản chính phủ võ trang nhất tưởng được đến một người. Chương 536, kia chính là đại gấu đen A. Xe một đường bay nhanh, dọc theo đường đi có thể nghe được đến thưa thất thương pháo thanh. Dương Hạo không nói lời nào, Lãnh Phong cũng không hỏi. Sử nhập Trần Tiến Sĩ nơi khu vực, bên này là càng cổi giả ngoại. Bất quá xem tình huống, phản quân hiển nhiên đã chiếm cứ nơi này. Xem ra Trần Tiến Sĩ đã giữ nhiều lành ít. Lãnh Phong không nói lời nào, trên mặt biểu tình có chút nghiêm túc. Dương Hạo cũng sẽ không đi quản cái gì Trần Tiến sĩ sinh tử an nguy, hắn chỉ cần trợ giúp Lãnh Phong nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ là được. Quả nhiên không hổ là Hoa Hạ ra tới bộ đội đặc chủng vương, cái loại này đơn thương độc mã tinh thần nhưng không bôi nhỏ Hoa Hạ quân đội bi phong. Bởi vì bên ngoài có trọng binh gác, Lãnh Phong là tưởng đều không có tưởng, trực tiếp một cố lên môn, trực tiếp vọt vào Trần Tiến sĩ bọn họ nơi bệnh viện. Đáng tiếc, vẫn là đã tới chậm một bước. Mẹ nó. Lãnh Phong đoạt tiếp theo khẩu súng, sau đó Hoa Lệ bắt đầu rồi hắn cá nhân tú. Tinh chuẩn thương pháp, cơ hồ một thương mang đi một cái phản chính phủ thành viên. Dương Hạo nhưng thật ra không trước tiên ra tay, hắn còn lại là âm thầm tìm được rồi Trần Tiến sĩ nữ nhi khăn toa. Nói như thế nào đâu, tiểu khăn toa là Trần Tiến sĩ người bệnh, là một cái kéo mạng kéo virus người sở hữu. Nàng phía trước cảm nhiễm virus, nhưng là lại kỳ tích tự lành. Trần Tiến sĩ nhận nuôi nàng, cũng từ nàng trên người tìm được rồi giải quyết kéo mạng kéo virus phương pháp. Đương nhiên, ở Dương Hạo không có bất luận cái gì trợ giúp dưới tình huống, tiểu khăn toa tuyệt đối là quan trọng nhất một nhân vật chi nhất bởi vì nếu lãnh phong cảm nhiễm kéo mạng kéo virus nếu không có tiểu nữ hài khăn toa nếu không có nữ chính thủy toa như vậy lãnh phong rất có khả năng bởi vậy chết đi nếu lãnh phong đã chết kia dương hạo lúc này đây nhiệm vụ nhưng cho dù thất bại đến từ châu âu lính đánh thuê là phản chính phủ võ trang hoa giá cao tiền mời đến mà hiện tại bọn họ đem ánh mắt khóa hướng về phía khăn toa cùng thủy toa ship không có trần tiến sĩ có nàng ở cũng đúng đây là một cái cường tráng cùng giả thú giống nhau nam nhân ở toàn bộ lính đánh thuê quân đoàn bên trong cũng là ác không thể thiếu nhân vật chỉ là hắn hiện tại cúi đầu, nhìn hai nữ nhân cười đến bộ dáng, mã là thấy thế nào đều cảm thấy đáng kinh đến cực điểm. Ngươi đừng tới đây. Thụy toa lớn tiếng hô ra tới, một bên dùng tay đem khăn toa gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực. Nghe lời nói, ta sẽ không giết của các ngươi. Cạc cạc. Giả thú giống nhau nam nhân sách theo một phen súng máy, hoặc nhìn có một loại một anh dữ ải, vạn anh khó vào cảm giác. Như vậy khi dễ nữ nhân cùng hài tử nói, được chứ. Dương Hạo lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cái kia giả thú giống nhau nam nhân phía sau, nói chuyện thanh âm không nhanh không chậm, nhưng là làm người nghe tới cảm thấy đặc biệt trào phúng. Quả nhiên, khổ người đại liền ảnh hưởng hắn chỉ số thông minh. Hắn xách theo súng máy lập tức liền nhắm ngay Dương Hạo. Ô ô ô, to con, mụ mụ ngươi không nói cho ngươi sao. Tiểu hài tử không cần chơi thương. Dương Hạo căn bản là không đem kia thương đương một chuyện, có câu nói nói như thế nào, 10 mét trong vòng, ta nếu là làm ngươi lấy thương đánh tới ta, liền tính ta thua. Mà câu này tiểu hài tử không cần chơi thương còn lại là điện ảnh giữa cái này to con lời nói, hiện tại Dương Hạo lấy ra tới đưa cho hắn, nhưng thật ra có chút trào phúng ý vị ở bên trong hỗn đảng quả nhiên bị dương hạo như vậy một trào phúng hắn căn bản là nhịn không được trực tiếp xách theo súng máy liền thình thịch lên chính là liền tại hạ một giây dương hạo cả người đều biến mất tuy rằng không có tu vi nhưng không đại biểu dương hạo năng lực liền bằng không đối mặt người tu hành tới nói dương hạo điểm này như thực lực khả năng không đủ xem chính là đối mặt loại này chỉ là người thường bộ đội đặc chủng dương hạo treo lên đánh hắn nhưng không phải cùng chơi dường như dùng thương ngươi cũng có thể đánh tới ta nói liền tính ngươi thắng dương hạo đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau tay đáp ở trên vai hắn hắn hiển nhiên có chút hoảng loạn tìm chết hắn vặn vẹo bả vai muốn đánh trước dương hạo tay chính là hắn có lẽ đối phó người thường còn hành đối phó dương hạo nói kia đã có thể kém xa đừng nóng giận sao nghĩ như thế nào cùng ta nhiều lần sức lực không thành dương hạo miệng một liệt trên tay dùng một chút lực sau đó liền nhìn đến đối diện cái kia tráng cùng đại gấu đen giống nhau lính đánh thuê sắc mặt đều thay đổi như thế nào không được sao dương hạo nhưng không quản hắn thế nào trên tay vài đạo lại tăng thêm vài phần được tiếp lập tức liền đem hắn ấn đến quỳ gối trên mặt đất. Phàm là thấy như vậy một màn người đều xem ngây người, bởi vì hai người hình thể trên lệch thật sự là quá lớn. Không phải đâu, đại gấu đen thế nhưng bị hắn ấn ở trên mặt đất. Này, không có khả năng đi. Khi chính là đại gấu đen a, hắn thế nhưng so đại gấu đen sức lực còn đại. Đại gấu đen chính là một quyền có thể đánh chết một đầu hùng tồn tại a. Người cũng như tên, hắn bộ dáng này kêu đại gấu đen nói cũng là bình thường. Nhưng là giờ này khắc này, lấy lực lượng vi tôn đại gấu đen đều sắp khóc không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. đây là ảo giác. hắn cả người đều quỳ gối trên mặt đất, liền trên mặt đất xi măng đều bị hắn quỳ ra vết trạng. hắn tưởng đứng lên, hắn tưởng phản kháng, nhưng trên thực tế, nếu dương hạo không buông tay, hắn căn bản không có một chút cơ hội đứng lên. đại gấu đen có ý tứ, dương hạo sức lực lại tăng thêm một ít, sau đó đột nhiên dùng một chút lực, trực tiếp đem hắn hai điều cùng người khác đùi giống nhau thô cánh tay cấp tá xuống dưới. a à, Đại gấu đen ra cực kỳ bi thảm rống lên một tiếng, hai cái cánh tay gục xuống xuống dưới, lắc lư lắc lư, một chút sức lực đều không dùng được. Ngươi, ngươi không phải ngươi. Đại gấu đen lúc này mới cảm giác được sợ hãi, đôi mắt bên trong lập lòe vài giọt lệ quang, nhưng Dương Hạo cũng không để ý hắn, trực tiếp một chân đá vào hắn ngực thượng, sau đó hắn một cái hai trăm nhiều cân to con, thế nhưng bị đá bay đi ra ngoài. Này, cũng quá biến thái đi. Khi một chân sức lực đến có bao nhiêu đại tài hành a? Đại gấu đen, kia chính là đại gấu đen a cùng lãnh phong đánh vào cùng nhau lính đánh thuê ngay người kết quả bị lãnh phong đánh một cái trở tay không kịp dương hảo căn bản xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái nhưng thật ra quay đầu lại nhìn thụy toa cùng thăng toa cười cười hảo đừng sợ ta là tới cứu các ngươi thụy toa ngẩng đầu nhìn đến bộ mặt thanh tú dương hảo nàng cả người đều có chút ngây dại hắn thật sự không nghĩ tới hắn như vậy một cái tiểu thịt tươi thế nhưng có thể đem một cái cao lớn thô kịch lính đánh thuê cấp đánh chết đi sống lại thụy toa thở vào nhẹ nhõm ông thăng toa đầu cười cười cảm ơn ngươi ha chỉ là dây tiếp theo nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi đối với dương hạo rống lớn một tiếng mau tránh ra chỉ là đã muộn rồi đương nàng hô lên câu nói kia thời điểm cái kia cầm súng ngắm nữ lính đánh thuê đã đem viên đạn bắn về phía dương hạo ân dùng thương không phải đã nói rồi sao dùng thương có thể bị thương ta kia còn không có sinh ra đâu dương hạo vừa chuyển đầu tay trực tiếp một tiếp vừa rồi cái kia hướng về hắn bắn lại đây viên đạn thế nhưng bị dương hạo dễ như trở bàn tay bắt được thật chán ghét dương hạo xem đều không có xem một cái trực tiếp dùng vừa rồi kia viên viên đạn dọc theo đường cũ bắn trở về. Chương 537, nên nói cho ngươi thời điểm tự nhiên sẽ nói. Phanh. Viên đạn từ nữ nhân kia trên trán xuyên qua đi, nàng đến chết đều không có làm rõ ràng vì cái gì Dương Hảo có thể tiếp được trụ viên đạn, thậm chí còn dùng tiếp được viên đạn bắn thủng nàng đầu. Ta dựa, ta không nhìn lầm đi. Hắn vẫn là người sao? Tuy rằng Dương Hạo động tác không nhiều lắm, nhưng là hắn vừa rồi nhất cử nhất động còn lại là đem ở đây tất cả mọi người hù dọa ở, đặc biệt là những cái đó khăn đỏ quân, Nhìn đến Dương Hạo dễ như trở bàn tay liền giải quyết hai cái lính đánh thuê, khi càng là sợ tới mức khuôn mặt thất sắc. Bên kia Lãnh Phong cũng kết thúc chiến đấu, Dương Hạo còn lại là bình tĩnh mang theo thủy toa cùng khăn toa thượng xe việt giả. Cái kia, nói cho các ngươi lão đại, nếu hắn dám giết ta hoa hạ một người, ta khiến cho toàn bộ châu Âu tới chung cùng. Dương Hạo nhìn cái kia duy nhất còn sống lính đánh thuê cảnh cáo nói. Không có phim nhựa bên trong truy đuổi đánh nhau, Lãnh Phong là bình tĩnh lái xe thoát đi bên này. Mà cái kia lính đánh thuê đều choáng váng hắn đã lâu mới phản ứng lại đây sau đó cả người đều nằm liệt ngồi dưới đất thở hổn hển hắn rốt cuộc là người nào thật là đáng sợ đi hắn nỉ non sau đó móc di động ra thông tri bọn họ lão đại lão đại đại gấu đen cùng hát quả phụ đã chết trên đường xuất hiện hai cái hoa hạ người trong đó một cái năng lực quả thực cường đến nổ mạnh liền tính là hiện tại hắn tưởng tượng đến dương hạo kia lãnh khốc biểu tình thời điểm hắn cả người cũng là không tự chủ được run rẩy một chút đúng rồi lão đại hắn còn nếu chúng ta sát hoa hạ một người hắn liền làm cho cả châu Âu tới chôn cùng. Hảo, ta đã biết. Đối diện, toàn bộ lính đánh thuê đầu mục, danh hiệu lão cha vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở ghế trên. Hắn bộ mặt biểu tình có chút dữ tợn, ở cái này địa phương, bọn họ là tuyệt đối vương giả, còn không có người dám như vậy cùng hắn lời nói. Hoa hạ người, ha hả, ta xem ngươi có cái gì bản lĩnh. Hắn triệu một ngụm xì gà, sau đó búng tay một cái, hoa tư nhà xưởng bên kia đi một ít người, hắn không phải khẩu xuất cùng ngôn sao, ta liền sát cho hắn nhìn xem. Có chút người chính là như vậy tự phụ, hắn khả năng không biết, chính là bởi vì hắn cái này ngu xuẩn chủ ý chọc giận dương hạo làm hắn đại khai sát giới đem nơi này toàn bộ châu âu đều tàn sát một cái biến mới rời đi thế giới này mà bên này nhiệm vụ tiến độ không sai biệt lắm hoàn thành một nửa dương hạo cũng không nghĩ nhiều sinh sự tình trực tiếp đi theo lãnh phong đi hoa tư nhà xưởng bên kia rút lui muốn mau bằng không một khi đưa tới những người đó khả năng sẽ trở nên có chút phiền phức dương hạo nhìn lãnh phong nói mà bên này lãnh phong cũng là đối dương hạo lau mắt mà nhìn ngươi là cổ võ giả lãnh phong có chút suy đoán hỏi một tiếng làm bộ đội đặc chủng hắn cũng biết hoa hạ có một đám không giống nhau người bọn họ ẩn cư sơn giả nhưng mỗi người năng lực đều không phải là nhỏ ở thường nhân trong mắt là không có khả năng sự tình nhưng là ở đám kia cổ võ giả nơi đó chính là không có gì là không có khả năng nếu ngươi cảm thấy ta là cổ võ giả vậy xem như đi dương hạo cũng không có nhiều rốt cuộc thế giới này chỉ là giả thuyết thế giới hắn tới nơi này cũng chính là vì hoàn thành chính mình giải khóa nhiệm vụ mà thôi dương hạo không lãnh phong tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều nhưng hắn minh bạch, nếu có như vậy một người tới trợ giúp chính mình nói, khả năng cái này thoạt nhìn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ thật đúng là có khả năng bị hoàn thành. Hoa tư nhà xưởng, toàn viên cảnh giới. Tại đây loại chiến loạn khu vực, nếu không có một chút võ trang bảo hộ, kia thật sự có khả năng liền hai ngày đều sinh tồn không đi xuống. Làm nhà này hoa tư nhà xưởng lão bản, Ngô Trác Minh là quốc nội một người phú nhị đại. Hắn không muốn luôn sinh tồn ở phụ thân dưới sự bảo vệ, cho nên, hắn dứt khoát kiên quyết bước lên châu phi này phiến thổ địa. Liền giống như chính hắn sở giống nhau, ở chỗ này có aka có lựu đạn, có xe tăng, ở chỗ này có hắn ở quốc nội cả đời đều nhìn không tới đồ vật. Hắn trong lòng hướng tới nhiệt huyết, nhưng trên thực tế, hắn chính là một cái phú nhị đại. Hiện tại cái này quốc gia chiến loạn, hắn tuy rằng cũng tưởng rút lui, chính là đã chậm. Bọn họ ra không được, nơi nơi đều là chiến đấu, vạn nhất một cái không cẩn thận, kia đã có thể đem tánh mạng công đạo đến nơi đây. Mẹ nó, này đó đáng chết phản chính phủ võ trang phần tử, thật là đồ phá hoại. Chính là a, à, loại chuyện này nếu nếu là ở chúng ta Hoa Hạ, đó là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Rốt cuộc chính là quốc gia lực lượng thật sự là quá yếu, phản chính phủ võ trang phần tử vũ khí thế nhưng toàn diện nghiền áp chính phủ quân, này cũng quá bất quá đi đi. Một đám người hiện tại nhà xưởng nội oán giận, Ngô Trác Minh nhìn phương xa, cả người cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn hiện tại thực mê mang, hắn không biết chính mình trước kia quyết định rốt cuộc là đúng hay là sai, nếu hắn chưa từng có đã tới nơi này, nếu hắn còn ở quốc nội. Như vậy, hắn hiện tại hẳn là mở ra xe thể thao, chở mỹ nữ, chịu vô số người hâm mộ mới là. Hắn tuy rằng là phú nhị đại, nhưng trên thực tế hắn cùng mặt khác phú nhị đại lại có chút không quá giống nhau. Có người sao? Ta là tới cứu các ngươi. Lãnh phong đem xe ngừng ở nhà xưởng cửa, hắn một người xuống xe, hướng về phía nhà xưởng nội hô ra tới. Ân. Người nào? Ngô Trác Minh nghe được tiếng la cũng là làm tất cả mọi người tập hợp lên, chờ biết rõ ràng tình huống lúc sau, hắn mang theo mọi người từ nhà xưởng nội đi ra. Cứu chúng ta. Chỉ bằng ngươi. Ngô Trác Minh nhìn lãnh phong, vẻ mặt kinh thường nói, ta nơi này có 18 con AK, có 80 viên lựu đạn, Đủ võ trang một cái tăng mạnh bài đi. Chỉ bằng ngươi, ngươi mẹ nó như thế nào cứu chúng ta a? À? Không thể không, hắn kỳ thật rất đúng. Nếu chỉ là một người bình thường nói, rất có khả năng thật sự cứu không được bọn họ. Nhưng là, vô luận là Lãnh Phong vẫn là Dương Hạo, đều không xem như người thường. Ngô Trác Minh khẩu súng chỉ ở Lãnh Phong trên đầu, mà Lãnh Phong căn bản là không có sợ hãi, ngược lại là một cái quay người bắt trực tiếp đem trong tay hắn thương nắm ở chính mình trên tay. Ngươi hiện tại cảm thấy ta có năng lực này cứu các ngươi đi. Lãnh Phong lạnh lùng cười, đột nhiên một tiếng vang lớn ở hắn bên tai tạc mở ra. Phanh. Thật lớn tiếng nổ mạnh làm lỗ tai hắn đều sắp điếc, đứng thẳng thân mình, nhìn về phía phía sau, sau đó tất cả mọi người sửng sốt vài giây. Ta dựa, không đến mức đi. Xe tăng đều lộng lại đây. Lãnh Phong biểu môi, hắn còn không biết, kỳ thật đúng là bởi vì Dương Hạo xuất hiện, mới đưa đến xe tăng trước tiên đã bị sử dụng thường. Mà Dương Hạo nhìn đến xe tăng thời điểm cũng là không có bất luận cái gì động dung, ngược lại hắn còn có một tia vui sướng. Cảm tình, bởi vì chính mình tham gia sự nơi này sự tình đã xảy ra thay đổi mà nếu hắn trong chốc lát ra tay đem sở hữu lính đánh thuê đều cấp xử lý không chừng nhiệm vụ là có thể viên mãn kết thúc ha ha tới vừa lúc dương hạo nhìn những cái đó xe tăng đột nhiên cả người đều biến mất ở tầm mắt mọi người quả nhiên không hổ là thần bí cổ võ giả tốc độ này quả thực lãnh phong nuốt nuốt nước miếng mắt trong mong nhìn dương hạo phát ngốc ngô trác minh cũng là xem ngay người hắn vốn dĩ cho rằng lãnh phong cũng đã rất lợi hại chính là không nghĩ tới hắn phía sau cái kia nhược bất kinh phong người trẻ tuổi mới là lợi hại nhất kia một cái. Xe tăng tốc độ không chậm, nhưng là cùng Dương Hạo tốc độ so sánh với, kia đã có thể cùng quy bò giống nhau. Một đao một cái, Dương Hạo quả thực liền hóa thân vì tử thần, cơ hồ mỗi đến một phút, sở hữu xe tăng đều đình chỉ vận động. Ta dựa, này liền không có. Quá lợi hại đi. Này chẳng lẽ chính là cổ võ giả đáng sợ địa phương sao? Thiên hạ võ công, duy mau không phá. Liền tính là trên đất bằng vô địch xe tăng, gặp được như vậy cổ võ giả, chỉ sợ cũng là một chút biện pháp đều không có đi, mà Dương Hạo còn lại là từ trong đó một chiếc xe tăng bên trong bắt được một cái đại người sống ra tới tập trung nhìn vào, không phải lão cha lại là ai đâu. Lãnh Phong, hắn, ta liền giao cho ngươi. Dương Hạo biết Lãnh Phong cũng là người có cá tính, có một số việc vẫn là muốn chính hắn giải quyết mới được. Ân. Ừ. Lãnh Phong nhìn bị Dương Hạo ném lại đây cái kia lính đánh thuê có chút khó hiểu nhìn Dương Hạo, ngươi không phải muốn biết ngươi trước ngực viên đạn là cái gì địa vị sao? Ân, ừ. cái kia viên đạn chính là hắn. Dương Hạo xem xét liếc mắt một cái nằm trên mặt đất lính đánh thuê đầu mục nói, "Hắn." Lãnh Phong đột nhiên vừa nhấc đầu, cùng Dương Hạo xác nhận quá tin tức lúc sau, hung hăng mà nhìn nằm trên mặt đất lính đánh thuê đầu mục, "Là ngươi?" Lãnh Phong lạnh lùng nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi một câu. "Lãnh Phong đúng không, không sai, là ta." "Ta biết ngươi vẫn luôn đều ở tiền ta, cũng biết, ngươi là vì cái kia kêu Long Tiểu Vân nữ nhân." "Không sai, nàng là ta giết." Tấm tắc, nàng tư vị hiện tại nhớ tới vẫn là rất có hương vị hắn quả nhiên không hổ là giết người không chớp mắt lính đánh thuê đầu mục, liền tính là tới rồi hiện tại loại tình trạng này, hắn cũng là mặt mang mỉm cười, không chịu cúi đầu. Long Tiểu Vân Lãnh Phong vừa nghe đến này ba chữ thời điểm liền có chút khống chế không được chính mình, hắn trong đầu không ngừng hồi tưởng khởi chính mình cùng Long Tiểu Vân ở bên nhau thời gian, cũng nghĩ đến Long Tiểu Vân chấp hành nhiệm vụ phía trước cùng hắn những lời này đó. Chờ ta trở lại, chúng ta liền kết hôn. Nếu đến lúc đó Long Tiểu Vân không đi chấp hành nhiệm vụ, nếu lúc trước Long Tiểu Vân đã trở lại, nếu lúc trước không phải hắn phạm tội bị nhốt lại, hắn là tuyệt đối sẽ không làm nàng một người đi chấp hành nhiệm vụ. Chính là, hiện tại còn này đó, không phải đã quá muộn sao. Hắn này ba năm tới, mỗi ngày mỗi đêm phóng túng chính mình, nhưng là ai lại biết hắn trong lòng thống khổ. Hắn tới nơi này đã ba năm, này ba năm tới hắn cơ hồ chạy biến nửa cái châu Phi, mục đích chính là tìm được đám kia giết hại Long Tiểu Vân người. Lãnh phong đôi mắt bắt đầu đỏ lên, cả người đều ở vào bạo nộ bên trong. Nam nhân, có một số việc nên dùng nam nhân phương thức đi giải quyết. A. À. Lãnh Phong một phen túng khởi nằm trên mặt đất lính đánh thuê đầu mục một, một đống tay đấm chân đá, bởi vì hắn phía trước bị Dương Hạo tá lực, hắn cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Nợ máu nên dùng trả bằng máu. Lãnh Phong cả người đều lâm vào điên cuồng bên trong, hắn dùng đao một đao một đao cắm ở cái kia lính đánh thuê đầu mục trên người, hắn áp lực lâu lắm. Dương Hạo gật gật đầu, nếu đổi làm là chính mình, nếu có người thương tổn ninh tĩnh như như vậy hắn khả năng sẽ so lãnh Phong càng kích động ai đều không thể tưởng được, ở trên thế giới đều là đỉnh đỉnh đại danh lính đánh thuê đoàn thế nhưng ở chỗ này toàn quân bị diệt. Bọn họ thậm chí không có nhiều nã một phát súng, đã bị một cái không rõ lai lịch người cấp nhẹ nhàng làm phiên. Bên này sự tình không sai biệt lắm kết thúc, mà mất đi lính đánh thuê những cái đó khăn đỏ quân càng là bất kham một kích. Dương Hạo thuận lợi trợ giúp Lãnh Phong hoàn thành nhiệm vụ. Ở bên này hơi làm lưu lại, thuận tiện chạy tới thế giới này châu Âu đi tàn sát một phen lúc này mới giao nhiệm vụ trở lại trên địa cầu. Nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành, bất quá thật sự hiện tại nhiệm vụ này thật đúng là không có ngay từ đầu cái kia khó không nên a à, theo lý hố bức hệ thống hẳn là hố ta mới là dương hạo nỉ non một câu nhưng thật ra trong óc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở thanh nếu không phải bởi vì ngươi phụ thân duyên cớ ngươi cảm thấy hệ thống sẽ cho ngươi đơn giản như vậy nhiệm vụ sao ta phụ thân hệ thống vẫn luôn đều tránh đi dương hạo phụ thân chuyện này không nói chuyện trước kia hệ thống luôn là hắn cấp bậc không đủ còn tiếp xúc không đến phụ thân hắn cái kia cấp bậc mà hiện tại nó như thế nào đột nhiên nhắc tới chính mình phụ thân rồi Nói vậy, ngươi cũng biết phụ thân ngươi cấp bậc. Trên thực tế, ngươi cảm thấy chính mình vì cái gì sẽ như vậy may mắn được đến này khoảng thổ hào hệ thống. Hệ thống không có trực tiếp, mà là tung ra một cái Dương Hạo vẫn luôn có nghi vấn vấn đề tới hỏi lại Dương Hạo. Chẳng lẽ, cái này hệ thống là ta phụ thân chế tạo ra tới cho ta. Dương Hạo cũng suy xét quá vấn đề này, hắn có chút nửa tin nửa ngờ ra tới. Không không không, phụ thân ngươi chỉ là thánh nhân mà thôi, mà ta là siêu việt thánh nhân tồn tại. Hệ thống vẫn là kiêu ngạo, cũng là ít nhất ở hiện tại xem ra, chỉ cần là có cũng đủ tích phân, liền tính là thành tựu thánh nhân kia cũng là một dây sự tình. Khi vì cái gì, Dương Hạo trong lòng liền càng nghi hoặc, vì cái gì lại chọn ta đâu. Bởi vì ngươi có thánh nhân huyết thống, hơn nữa ngươi lại trước nay đều không có tu luyện quá, tương đương với một khối phát ngọc. Cho nên, ta lựa chọn ngươi, cũng là nhìn trúng tiềm lực của ngươi. Mà lựa chọn mục đích của ngươi hiện tại còn không thể đối với ngươi, nên nói cho ngươi thời điểm nhất định sẽ nói cho ngươi. Hệ thống xong này đó, cũng là không có lại phương diện này sự tình. Chúc mừng ký chủ hoàn thành trăm vạn trăm triệu giải khóa nhiệm vụ, còn thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, thành tựu tiếp theo cái đỉnh. Dương Hạo trong óc bên trong xuất hiện như vậy một câu lúc sau, hệ thống sẽ không bao giờ nửa lời nói. Mẹ nó, quả nhiên vẫn là như vậy không đáng tin cậy. Còn tiếp theo cái đỉnh, lần sau phỏng chừng có thể bị đùa chết, Dương Hạo là càng ngày càng cảm thấy hệ thống không đáng tin cậy. Hơn nữa, hắn còn đã biết một kiện thiên đại sự tình, đó chính là, hệ thống sở dĩ lựa chọn hắn không phải không có bất luận cái gì mục đích. Hệ thống hiện tại không kia chỉ là bởi vì hắn hiện tại cấp bậc hoàn toàn không đủ xem. Rốt cuộc là cái gì mục đích? Như vậy thần bí, Dương Hạo cũng liền tùy tiện nghĩ nghĩ cũng liền từ bỏ, nếu hệ thống không, chính mình cũng không cần phải đi nghĩ nhiều. Như thế nào đâu, liền tính chính mình hiện tại đã biết, kia lại có thể thế nào? Tựa như hệ thống như vậy, chính mình hiện tại căn bản là không có năng lực phản kháng. Vẫn là thực lực quá yếu a. À. Là thời điểm đề cao thực lực của chính mình. Phía trước Dương Hạo vẫn luôn là nguyên anh sơ kỳ, mà liền ở vừa rồi hắn bằng vào hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy cống hiến giá trị nhất cử đột phá tới rồi hóa thân cảnh. Quả nhiên, tu hành chi lộ, một cái cảnh giới đều là một khắc phiến thiên địa. Hóa thần cảnh quả nhiên muốn sau nguyên anh cảnh cường đại nhiều. Dương Hạo cười ha ha lên. Bất quá tưởng tượng đến hắn tháng này lại có trăm vạn trăm triệu muốn tiêu xài, đột nhiên hắn liền cảm thấy cả người đều không tốt. Chương 538, điên cuồng khuynh thành quốc tế. Trăm vạn trăm triệu, Dương Hạo hiện tại thật đúng là danh xứng với thực đại lão. Hắn cũng từng lo lắng quá sẽ khiến cho kinh tế thượng vấn đề, nhưng sự thật là, có hệ thống ở sau lưng tiến hành vĩ mô điều tiết khống chế, kinh tế vấn đề kia căn bản là không phải sự. Đối với kẻ có tiền tới nói, tiền chính là con số. Mà đối với Dương Hạo tới nói, hắn hiện tại nhiệm vụ chính là đem này xuyến thiên đại con số cấp hoa đi ra ngoài. Đến đổi xài như thế nào, đó chính là chính hắn sự tình. Từ tiến vào chiến lan thế giới đến từ chiến lan trong thế giới ra tới đều không có dùng đến nửa ngày thời gian, ai đều không có hiện Dương Hạo có cái gì dị thường. Tân một tháng tân bắt đầu, đối với lập hoành tập đoàn cùng khuynh thành quốc tế toàn thể công nhân tới nói, ngày này cũng đủ bọn họ hưng phấn một chỉnh năm. Nửa năm thưởng. Xưa nay chưa từng có kết xù tiền thưởng. Tổ trưởng, ngài nói, chúng ta năm nay nửa năm thưởng có thể có bao nhiêu? Không biết, hẳn là sẽ không quá ít đi. Ta tưởng cũng là, chúng ta lập hoành tập đoàn nhưng không thể so trước kia. Từ hoa hạo đưa ra thị trường tới nay, chúng ta lập hoành tập đoàn thị trường chính là suốt tiêu thăng một ngàn lần. Nói lên lập hoành tập đoàn, hiện tại kia chính là không người không biết, không người không hiểu tồn tại lại nói như thế nào lập hoành tập đoàn cũng là dùng cấp đoạn thời gian liền hoàn toàn đánh sập quả táo tập đoàn hiện tại càng là đặt chân phần mềm thị trường đem hơi mềm khi dễ trực tiếp khóc thiên thưởng địa ai đều không có nghĩ đến lập hoành tập đoàn sẽ cuộc khởi nhanh như vậy căn bản chính là làm tất cả mọi người trở tay không kịp nói như thế nào đâu mấu chốt nhất vẫn là bởi vì lập hoành tập đoàn đồ vật thật là hảo càng địa cầu mấy trăm năm sản vật ở hiện tại người địa cầu xem ra kia hoàn toàn chính là công nghệ đen a lập hoành tập đoàn đã phát hỏa non nửa năm mà khuynh thành quốc tế làm vừa mới cuộc khởi thế giới cấp công ty lớn kia cũng là không dung khinh thường khuynh thành dưỡng nhan đang hỏa bảo đó là không tiền khoáng hậu mặc dù là thượng vạn nhất bình giá cả kia đều là dù ra giá cũng không có người bán đưa ra thị trường một vòng khuynh thành quốc tế thị trường đột phá sáu 000 tỷ mỹ kim đây là mỹ dung hộ gia sản phẩm công ty lần đầu tiên đạt tới như vậy cao thị trường mà trên thực tế khuynh thành quốc tế thị trường còn ở tiêu thăng đặc biệt là đương khuynh thành quốc tế tuyên bố tiến quân cấp thấp mỹ phẩm dưỡng gia sản nghiệp thời điểm nó thị giá trị lập tức tiêu thăng một vạn nhiều trăm triệu mỹ kim mỹ phẩm dưỡng da sản nghiệp từ trước đến nay lấy cây gậy quốc nổi tiếng nhất, mà lúc này đây, khuynh thành quốc tế ra đời, còn lại là trực tiếp đem cây gậy quốc một đại sản nghiệp cấp áp suy sụp hơn phân nữa. Đồng dạng giá, hai cái sản phẩm hiệu quả không rõ mà dù. Nói như thế nào đâu, cây gậy quốc sản phẩm khả năng cũng có chút hiệu quả, nhưng là cùng khuynh thành dưỡng nhan đang so sánh với tới, kia nhưng chính là kém cách xa vạn dặm. Khác không nói, hiện tại thị trường thường có cái nào hộ gia sản phẩm dám nói hắn sản phẩm có thể sử dụng một ngày liền thấy hiệu quả. Đương nhiên, trừ bỏ khuynh thành dưỡng nhan đang, bởi vì hiện tại khuynh thành dưỡng nhan đang kia chính là trên thế giới công nhận tốt nhất mỹ phẩm dưỡng da không gì sánh nổi mà sở dĩ cây gậy quốc mỹ phẩm dưỡng da sản nghiệp còn không có bị hoàn toàn đánh sập đó là bởi vì khuynh thành dưỡng nhan đang còn không có hoàn toàn đặt chân mỹ phẩm dưỡng da sản nghiệp liên cho tới bây giờ khuynh thành quốc tế tuy rằng danh tiếng bạo lều nhưng trên thực tế nó cũng cũng chỉ có khuynh thành dưỡng nhan đang này một khoản sản phẩm hơn nữa bởi vì giá cả vấn đề cũng là làm không ít bình dân dân chúng chùng bước hơn nữa khuynh thành dưỡng nhan đang sản lượng cũng là một vấn đề tình huống hiện tại là căn bản không thiếu kẻ có tiền thiếu chính là hóa. Mà liền ở vừa rồi, Khuynh Thành Quốc tế bày một cái tin tức, là trực tiếp kiếp nổ mọi người. Cảm tạ mọi người đối Khuynh Thành Quốc tế tin cậy, từ ngày mai bắt đầu, Khuynh Thành Quốc tế đem đẩy ra tam khoản sản phẩm mới. Tuy rằng này tắt tin tức cũng không có nói sản phẩm mới đến tột cùng là cái gì, nhưng là tất cả mọi người đoán được Khuynh Thành Quốc tế đem bố tam khoản tân phẩm là cái gì. Bình dân hóa mỹ phẩm dưỡng da, đây là mọi người kêu gọi tối cao một khoản sản phẩm. Mà Khuynh Thành Quốc tế bố một tổ giá cả đồ còn lại là xác minh điểm này. 599 giá cả, cùng khuynh thành dưỡng nhan đang so sánh với tới, kia nhưng còn không phải là bình dân hóa sản phẩm. Hơn nữa mặt sau hai cái giá cả đều không tính cao, 1899 cùng 2899 giá cả đều là có thể tiếp thu. Khuynh thành quốc tế chẳng qua liền thả ra như vậy một cái tin tức, khiến cho vô số nữ nhân ở phía sau truy phủng. Đặc biệt là trước kia vẫn luôn muốn dùng khuynh thành quốc tế mỹ phẩm dưỡng da những người đó, các nàng khát vọng là lớn nhất. Cũng không phải là sao, khuynh thành dưỡng nhan đang giá đối với nào đó người tới nói thật là quá quý. Chính là, bình dân bản liền không giống nhau, 599 giá cả, liền tính là tùy ý một nữ nhân, nếu nàng thật sự tưởng mua nói, nàng khẳng định có thể mua nổi. Nếu không nói như thế nào hoa hạ phá của đàn bà là nhiều nhất đâu, vừa thấy đến khuynh thành quốc tế thả ra đặt mua thời điểm, cơ hồ là ở một giây đồng hồ trong vòng, thả ra 10 vạn kiện đặt mua sản phẩm toàn bộ bị một đoạt mà quan. Ta đi, này cũng quá giả đi. Không phải nói có 10 vạn bộ sao. Như thế nào nhanh như vậy liền không có. Thật nhanh a à. Ta cũng chưa phản ứng lại đây, liền không có. Ta cướp được. Ta cướp được ha ha ha, quả nhiên không hổ là độc thân 30 năm tay A. Đây là khuynh thành quốc tế là một cái dự bán hoạt động, tổng cộng thả ra 10 vạn bộ sản phẩm. Mỗi bộ nguyên lai giá trị đều ở một vạn nguyên tả hữu. Mà nguyên nhân chính là vì là làm hoạt động, cho nên. Này một bộ giá mới gần chỉ cần 2.000 nguyên. Vừa lúc một lọ khuynh thành dưỡng nhan đang giá. Nhưng cho dù 2.000 khối một bộ, này giá cũng không tiện nghi. Nhưng là, đề hà hoa hạ phá của đàn bà lực lượng là cũng đủ cường đại, suốt 10 vạn bộ, từ thả ra đến tiêu thụ không còn, gần chỉ dùng một giây đồng hồ không chỉ là kết hôn nữ nhân, chính là một ít còn ở vào đại học học sinh cũng là vì khuynh thành quốc tế này khoảng hộ gia trang phục mà điên cuồng. Nào đó cao giáo trong ký túc xá, sáu cái mỹ nữ đều gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính, rất sợ bỏ lỡ như vậy khó được một khắc. Các nàng đều vẫn là học sinh, trong nhà điều kiện tuy rằng đều còn tính không tồi, nhưng là cũng không có khoa trương đến dùng hàng ngàn hàng vạn mỹ phẩm dưỡng da. Phía trước các nàng trong phòng ngủ dùng đều là từ cây gậy quốc mua dùng trở về mỹ phẩm dưỡng da, hiệu quả sao, muốn so quốc nội mỹ phẩm dưỡng da thật là hảo một chút. Nhưng thật sự muốn nói hảo đi nơi nào? cũng thật không có gì quá tốt. Đến nỗi giá cả sao, các nàng mỗi tháng đều phải vì chính mình mỹ phẩm dưỡng da ăn mặc cần kiện mới được. Từ khuynh thành quốc tế ngang trời xuất thế, làm một khoản danh tiếng hảo đến bạo lều sản phẩm, các nàng làm nữ nhân tự nhiên cũng tưởng tự mình thử xem. Chính là, tưởng là một chuyện, có hay không cái kia năng lực chính là một chuyện khác. Thị trường giới vì 2.000 khối một lọ khuynh thành dưỡng nhan đang tuy rằng không tính quá quý, nhưng là nói thật ra, liền tính là ngươi cầm tiền, ngươi cũng mua không được. Trên thế giới này thống khổ nhất sự tình không sai biệt lắm cùng này liền không sai biệt lắm, ngươi có tiền thế nào? Có tiền ngươi cũng mua không được ngươi muốn đồ vật. Các nàng một đám người mỗi ngày đều ở chú ý khuynh thành quốc tế, rốt cuộc là nên đón khuynh thành quốc tế để nhất sống đưa đại lễ hoạt động. Trước nói hảo ha, mặc kệ ai cướp được, đều không thể độc chiếm ha. Trong phòng ngủ đại tỷ đại đột nhiên nói một câu, mà vài người khác cũng đều là gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chương 539, nàng a, ta biểu tỷ. Lão đại, ngươi cứ yên tâm hảo, chúng ta tỷ muội đồng lòng, còn có chúng ta làm không thành sự tình. Đúng đúng đúng, lão đại, không chừng chúng ta mỗi người đều có thể cướp được một bộ đâu. Chính là, chính là, lão đại, ngươi liền xem chúng ta đi. Mười vạn bộ đâu, nhiều như vậy, chúng ta tổng có thể vào tay mấy bộ đi. Trong phòng ngủ mấy cái mụi tử một liêu lên vậy có chút dừng không được tới, đặc biệt là nói mỹ phẩm dưỡng da loại này mẫn cảm đề tài. Chẳng qua, các nàng tưởng thật sự là quá lạc quan, bởi vì, liền tính quinh thành quốc tế đầu nhập vào mười vạn bộ, nhưng là phải biết rằng, chỉ là hoa hạ liền có sáu trăm triệu đống nữ nhân. Huống chi, lúc này đây dự bán là toàn cầu đồng bộ. Đừng mười vạn bộ, liền tính là lại nhiều gấp 10 lần, khi tranh mua lên cũng là không hề áp lực. Quả nhiên, tranh mua ngay từ đầu, gần chỉ dùng một giây đồng hồ, 10 vạn bộ đại lễ bao đã bị tranh mua không còn. Ta không cướp được. Ta cũng không cướp được. Không có. Lúc này mới bao lâu thời gian, ta liền bất quá là chấp một chút mắt mà thôi, này liền không có. Quá nhanh đi. Một giây đồng hồ đều không đến đi. Liền không có. Trong phòng ngủ sáu cá nhân, năm người đều đã tuyên bố thất bại mà dư lại cuối cùng còn lại là trong phòng ngủ nhỏ nhất tiểu muội chu đình đình ta dựa không phải đâu thời điểm mấu chốt ngươi cho ta tạp chu đình đình hung hăng mà chụp một chút chính mình máy tính một người giận dỗi ngồi ở ghế trên đình đình muốn ta ngươi này quả táo máy tính thật đúng là không bằng ta này khoảng liên tưởng đâu chính là chính là thay đổi đi dù sao ngươi cũng không thiếu cái này tiền nghe xong sao lập hoành tập đoàn giống như sắp phát hành máy tính lập hoành xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm đến lúc đó này quả táo máy tính chỉ sợ không có vài người sẽ dùng đi Chu Đình Đình kỳ thật cũng thật buồn rầu, phía trước nàng máy tính là trong phòng ngủ tốt nhất, giá cả cũng là tối cao. Nhưng là, liền ở mấy ngày trước, Lập Hoành tập đoàn tuyên bố siêu cấp phần mềm vừa hỏi thế, nàng máy tính liền không còn có cái gì có thể so tính. Không biết vì cái gì, này khoảng điên tập phần mềm liền thập niên 90 lão máy tính đều áp dụng, nhưng chính là trang bị không đến chính mình trên máy tính. Nàng cũng ra xét thật nhiều về chuyện này tư liệu, kết quả căn cứ sở hữu võng hữu tình huống nàng đến ra một cái kết luận, đó chính là quả táo máy tính căn bản trang không được này khoảng siêu cấp phần mềm vốn dĩ trang không được cũng không có gì, nhưng là này một đôi so xuống dưới, đã có thể thật sự có chút không lớn giống nhau. Như thế nào đâu, nguyên lai like nàng máy tính là trong phòng ngủ nhanh nhất, mà hiện tại nàng máy tính còn lại là trong phòng ngủ tốc độ chậm nhất. Nhất quá mức chính là, bọn họ những cái đó một hai ngàn đồng tiền máy tính một trang thượng này khoảng siêu cấp phần mềm liền cùng thay đổi bộ dáng dường như, chơi trò chơi không tạp, xem điện ảnh không đốn, chính là đao loạt thời điểm, khi tốc độ đều bay lên. Hiện tại, bọn họ nhanh như vậy võng tốc đều không có cướp được đại lễ bao, liền nàng này máy tính phản ứng tốc độ, vậy càng không thể cướp được chẳng qua ở không phẩy không một giây sau chu đình đình nhìn chính mình màn hình máy tính nàng đột nhiên hét lên lên ta ta cướp được chu đình đình cả người đều hưng phấn nhảy dựng lên nàng là thật sự không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ trở thành người may mắn thế nhưng đạt được như vậy một khoản từ khuynh thành quốc tế xuất phẩm đại lễ bao không phải đâu này đều được tạp trụ cũng có thể cướp được này vận khí cũng thật tốt quá đi xem ra tranh mua loại sự tình này cùng tốc độ không quan hệ trên thực tế loại sự tình này đến xem vận khí sai 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 loại sự tình này đến xem nhân phẩm chu đình đình đầy mặt tươi cười bọn tỉ muội thế nào vẫn là ta cấp lực đi hành 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 ngươi cấp nỗ lực thực hiện đi chớ quên chúng ta phía trước ha cái này từ chúng ta phòng ngủ mọi người cùng sở hữu đại tỷ đầu tiên là theo chu đình đình ý tứ một câu sau đó lại cường điệu phía trước cốt kia sự kiện vốn dĩ sao lấy chu đình đình gia cảnh nàng nếu tưởng chính mình mua cái này đại lễ bao cũng không phải lấy không ra như vậy nhiều tiền chính là ở kia phía trước nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành cái kia người may mắn thậm chí ở kia phía trước nàng căn bản là không có ôm có một tia hy vọng. Nhưng là, hiện tại thế nhưng là chính mình cướp được, nàng trong lòng liền có chút ghen. Khuynh thành quốc tế đồ vật tự nhiên là thứ tốt, hơn nữa cái này đại lễ bao càng là có tất cả nữ nhân đều tha thiết ước mơ khuynh thành dưỡng nhan đan. Lời nói thật, nàng là một nữ nhân, một nữ nhân bình thường, nàng kỳ thật là thật sự không nghĩ cùng những người khác chia sẻ này phân vui sướng. Nhưng là, lời nói lại về rồi. Liền tính các nàng phía trước không có hảo, dựa vào nàng tính cách, nàng cũng không có khả năng làm chính mình khuê mật ở phía sau làm nhìn. Đã biết, đại tỷ, chu đình đình một bên vội vàng trả tiền một bên nhìn trong phòng ngủ tiểu tỷ muội nhóm nói tiểu muội ta lợi hại như vậy các ngươi liền không có cái gì ý tưởng sao ý tưởng mấy cái tiểu tỷ muội cùng nhau phát tới đem chu đình đình một phen ôm lên tiểu muội muội ngươi ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng ha vài người nháo làm một đoàn hiển nhiên cao hứng đến không được bên này chu đình đình điện thoại đột nhiên vang lên nàng cũng là chạy nhanh chính xác một chút nói đừng nháo đừng nháo có điện thoại ai tới điện thoại a à? như vậy thần bí nên không phải là tiểu tình lang đi. Tấm tắt, chúng ta lúc ấy chính là tốt, ai trước yêu đương ai trước hết mời ăn cơm ha. Chu Đình Đình nhưng thật ra vẻ mặt vô ngữ nhìn chính mình này đang não động mở rộng ra bạn cùng phòng, nàng buông tay nói, ngượng ngùng, không phải ngươi tưởng như vậy, là ta lão mẹ đánh lại đây điện thoại. Quy, mẹ, gì sự? Cái gì? Ngươi không phải nói dẫn đi. Thiệt hay giả? Này, này cũng quá làm người khó có thể tin đi. Chu Đình Đình cả người đều ngây dại, sau đó hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, sau đó nàng thét chói tai nhìn chính mình này đàn tiểu tỷ muội nói, nói cho đại gia một cái tin tức tốt, về sau đâu. Chu Đình Đình bán một cái cái nút, nhưng thật ra không có một hơi xong. Vài người khác đều có chút sốt ruột, nhìn nàng hỏi, rốt cuộc cái gì tin tức tốt, ngươi nhưng thật ra a. À? Ha ha, về sau đâu, khuynh thành quốc tế tất cả đồ vật chúng ta là muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Bởi vì, khuynh thành quốc tế là tỷ tỷ của ta khai. Chu Đình Đình cũng liền vừa rồi mới biết được nguyên lai like khuynh thành quốc tế đại lão bản thế nhưng là Ninh Tỉnh Như, cũng chính là nàng biểu tỷ. Khoát lắc đi, sao có thể? Ngươi đừng đậu ta, ta cần phải thật sự ha. Đình đình, ngươi cũng thật đậu, ta như thế nào liền không nghe ngươi quá ngươi còn có một cái tỷ tỷ đâu. Lừa các ngươi làm gì, ta chính là thật sự, Ninh Tĩnh Như, cũng chính là khuynh thành quốc tế đại lão bản, nàng đâu, chính là ta biểu tỷ. Khi còn nhỏ chúng ta dễ thân, cũng chính là sau lại trưởng thành, mới chậm rãi không thế nào liên hệ. Bất quá, nếu ta đi hỏi nàng muốn một ít mỹ phẩm dưỡng da, nàng không có khả năng không cho ta đi. Chu Đình Đình ngẩng đầu, lúc này nàng nhưng xem như ở chính mình tiểu tỷ muội trước mặt lộ mặt chương 540, cho ngươi 100 triệu không tiêu tiền. Nhân sinh gặp gỡ, kỳ diệu vô cùng. Chu Đình Đình như thế nào có thể nghĩ đến, nàng đại biểu tỷ tỉ Ninh tỉnh như thế nhưng chính là khuynh thành quốc tế trưởng môn nhân, tuy rằng hiện tại không thế nào thuộc lạc, nhưng là liền nàng cùng Ninh tỉnh như này quan hệ, muốn mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da, khi còn không phải nhiều thủy sự tình sao? Mấy cái tiểu tỷ muội vẫn là không tin Chu Đình Đình nói, rốt cuộc như vậy đột nhiên sự tình, trước kia như thế nào liền không nghe nàng nói qua đâu. Các ngươi đừng không tin, chờ, xem ta một lát liền đem sự tình cấp thu phục chu đình đình quật tính tình lên đây xem ra hôm nay chuyện này không thể không làm điểm cái gì a à? ninh tỉnh như điện thoại nàng là không có nhưng là yên lặng huyên điện thoại nàng có a à? quy tiểu biểu tỷ các ngươi nhưng giấu đến ta hảo thảm đâu chu đình đình một chuyển được điện thoại liền bắt đầu oán trách lên bên kia yên lặng huyên nơi nào còn không biết là vì cái gì đình đình xem ngươi nói cái gì giấu không dối gạt ngươi đại biểu tỷ nàng cũng là vừa bắt đầu dù sao ta mặc kệ ngươi đem đại biểu tỷ điện thoại cho ta ta chính mình đi theo đại biểu tỷ nói đi Yên lặng huyên bên này nơi nào còn không hiểu được chu đình đình cái này quỷ nha đầu trong lòng tưởng cái gì, đương nhiên, này cũng không có gì. Đối với hiện tại nhà bọn họ tới nói, chính mình phát đạt, nói như thế nào cũng không thể đã quên chính mình thân thích các bằng hữu A. Tuy rằng không thể xưng là một người thành tiên, gà chó lên trời đi. Nhưng là nói như thế nào đâu, dẫn bọn hắn cùng nhau hưởng thụ sinh hoạt vẫn là có thể. Khi hành, ta trong chốc lát đem ngươi đại biểu tỷ điện thoại chi ngươi, ngươi liền trực tiếp gọi điện thoại cho nàng đi. Yên Lặng Huyên cùng Chu Đình Đình tùy tiện nói vài câu liền cắt đứt điện thoại, bên kia Yên Lặng Huyên một phen điện thoại phát lại đây, bên này Chu Đình Đình liền trực tiếp gọi điện thoại cấp Ninh Tĩnh Như. Làm khuynh thành quốc tế trưởng môn nhân, Ninh Tĩnh Như không thể tránh khỏi có hai bộ di động, một bộ là ngày thường làm công dùng, mà một khác bộ còn lại là tư nhân dùng. Người bình thường đánh Ninh Tĩnh Như làm công dãy số đều là đánh không thông, nhưng là tư nhân dãy số không giống nhau. Tư nhân dãy số nói, kia chính là không có vài người biết. Gì? Đây là ai điện thoại? Không ghi chú A. Ninh Tĩnh Như cũng là vừa rồi học xong, bên này chính mình tư nhân điện thoại liền vang lên. Đương nhiên, nàng cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp chuyển được điện thoại. Đại biểu tỷ, ta tới cầu an ủi tới. Chu Đình Đình giọng vốn dĩ liền đại, nhưng thật ra trực tiếp đem Ninh Tĩnh Như cấp hoảng sợ. Đại biểu tỷ, cầu an ủi. Cái gì cùng cái gì a? À? Ninh Tĩnh Như ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, nhưng thật ra Chu Đình Đình chính mình hãy xưng tên ra, ta a, à, đại biểu tỷ, ta là Đình Đình a. À. "Hảo đi." Ninh Tĩnh Như nghe được nàng như vậy vừa nói, cũng là lập tức liền minh bạch lại đây. Đình Đình, còn gọi chính mình đại biểu tỷ, tính tình vẫn là như vậy trực tiếp, không phải chính mình cái kia tiểu biểu muội Chu Đình Đình lại có thể là ai đâu. A nha, Đình Đình a, à, làm sao vậy? Ngươi cũng vào đại học đi. Ở đâu đâu? Ninh Tỉnh như xấu hổ cười một chút, đảo không phải nàng có tiền liền đã quên chính mình thân thích bằng hữu, thật sự là bởi vì lâu lắm không liên hệ, lập tức đều không có nhớ tới. Đại biểu tỷ, ngươi kia mấy năm đều làm gì đi? Ngươi có biết đều mau đem ta cấp muốn chết. Chu Đình Đình tính tình tương đối ngay thẳng, có nói cái gì liền nói nói cái gì, trước nay đều không làm ra vẻ. A à nha, kia mấy năm a, à, nói ra thì rất dài, chờ về sau có thời gian lại chậm rãi cùng ngươi nói đi. Ninh Tĩnh như không phải không muốn nói, mà là loại sự tình này ở trong điện thoại thật là không thế nào hảo thuyết rõ ràng. Vậy được rồi, đại biểu tỷ. Bất quá, đại biểu tỷ, ngươi nhưng giấu đến ta hảo thảm a. À. Chu Đình Đình nhưng thật ra một trận gió một trận vũ, đối với Di động nói thẳng nói, đại biểu tỷ, ngươi nói hiện tại đều là khuynh thành quốc tế trưởng môn nhân, chuyện này ngươi thế nhưng làm cho như vậy đều thất hảo đi ninh tỉnh như còn tưởng rằng là sự tình gì đâu nguyên lai chính là chuyện này hiện tại biết cũng không muộn a à. ninh tỉnh như một bên cười một bên nói ngươi nha đầu này là muốn cho ngươi đại biểu tỷ ta cho ngươi gửi điểm mỹ phẩm dưỡng da qua đi đi a nha đại biểu tỷ ngươi đừng nói như vậy trực tiếp sao đúng rồi ngươi nếu là có dư thừa mỹ phẩm dưỡng da đưa ta mấy bộ bái đều là người một nhà chu đình đình nói đảo có chút hàm xúc lên ha ha bị ta nói trúng rồi đi còn hàm xúc đi lên còn không phải là mỹ phẩm dưỡng da sao như vậy đi Ngươi nói cho ta một cái địa chỉ, ta cho ngươi gửi 100 bộ qua đi. Ninh Tỉnh Như tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, dù sao, 100 bộ nói cũng đáng không được mấy cái tiền. Gì? 100 bộ? Chu Đình Đình lập tức liền hô ra tới, trên mặt biểu tình hưng phấn dị thường, thiệt hay giả, đại biểu tỷ, ngươi đừng gạt ta ha. Lừa ngươi làm gì? Không phải 100 bộ sao, lại giá trị không được mấy cái tiền. Đúng rồi, sinh hoạt phí đủ dùng sao? Biểu tỷ ta cũng có thật nhiều năm không thấy được ngươi, một hồi đem ngươi Alipay cho ta, ta cho ngươi chuẩn bị tiền tiêu vặt qua đi bên này chu đình đình có chút mơ hồ treo điện thoại nàng đem chính mình địa chỉ cùng alipay tài khoản chia ninh tĩnh như sau đó nhưng thật ra có chút chờ mong chờ ninh tĩnh như cho nàng tiền tiêu vặt vẫn là đại biểu tỷ đối ta đủ ý tứ ha không nói không nàng nhiều năm như vậy đại biểu tỷ chu đình đình nhìn mấy cái tiểu tỷ muội nói thấy được đi vừa rồi cùng ta thông điện thoại chính là ta đại biểu tỷ khuynh thành quốc tế trưởng môn nhân hiện tại có khả năng nhất trở thành thế giới mới nhà giàu số một người khoác lắc đi sao có thể ngươi xác định Người đại biểu tỷ là khuynh thành quốc tế trưởng môn nhân mặc kệ các ngươi tin vẫn là không tin dù sao ta không tin mấy cái tiểu tỷ muội quan hệ chỗ đến độ còn xem như không tồi ở bên nhau thời điểm cũng đều là không có gì giấu nhau nhưng thật ra chu đình đình nhìn di động hy vọng trong chốc lát đại biểu tỷ có thể cho nàng cái 10 vạn 8 vạn tiền tiêu vặt cũng làm cho chính mình có sức thuyết phục một chút nàng không ngừng đổi mới di động đột nhiên một cái chuyển khoản tin tức bắn ra tới sau đó đương chu đình đình nhìn đến kia một chuỗi linh thời điểm cả người đều bị dọa ngay người này này nàng nỉ non có chút không quá dám tin tưởng chính mình nhìn đến kia xuyến con số. Ninh tỉnh như bên này lại đã phát một đoạn giọng nói lại đây, cái này Chu Đình Đình là học thông minh, trực tiếp điều đến ngoại âm, làm tất cả mọi người nghe một chút Ninh tỉnh như nói gì đó. Đình Đình A, biểu tỷ không ở bên cạnh ngươi, cũng không biết ngươi thích cái gì, như vậy đi, cho ngươi 100 triệu, không đủ hoa lại nói. Lời nói không nhiều lắm, nhưng là lại chấn động tới rồi mọi người. 100 triệu, không đủ lại muốn. Giảng thật sự, liền tính Chu Đình Đình biểu tỷ không phải khuynh thành quốc tế trưởng môn nhân, kia cũng là thỏa thỏa thổ hào A. 100 triệu, không đủ hoa lại muốn. Đây là cái gì quyết đoán? Liền tính là trước kia vương hiệu trưởng đều không có như vậy sẵn đi. Thiệt hay giả? 100 triệu, có như vậy cỡ nào? Muốn thực sự có 100 triệu, kia nhà chúng ta đình đình kia chính là thỏa thỏa phú nhị đại A. Mau nhìn xem, mau nhìn xem có phải hay không thật sự. Mấy cái tiểu tỷ muội như lan tự hổ dũng đi lên, đương các nàng nhìn đến kia xuyến con số trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người không nói,